thế giới đã xảy biến động nó không phải thứ bình thường như mảnh kiến tạo chuyển dịch hay núi lửa phun trào mà là quái vật đột nhiên chúng bắt đầu xuất hiện trên thế giới đẩy thế giới của chúng ta vào bờ vực diệt vong và ô hố kéo quân gì mà đông thế vật thể khiến nó có thể xuất hiện là tháp thí luyện địa điểm bí ẩn ban cho những con quái vật đó sức mạnh và quyền năng người ta gọi nó là tháp quỷ hoặc tòa tháp của thần lý do họ gọi nó như thế chính là những kẻ nắm quyền tòa tháp đã dụ hoặc tất cả mọi người hãy leo lên đỉnh tòa tháp tất cả những thứ mà ngươi mong ước đều ở trong đó quyền lực tiền tài và danh vọng hãy leo lên đỉnh tháp và bọn ta sẽ đáp ứng mọi khao khát của ngươi hãy vượt qua những thử thách mà bọn ta đã chuẩn bị một tòa tháp khổng lồ với tổng số tầng là 999, thần linh và yêu ma những tồn tại tưởng chừng xuất hiện trong truyền thuyết lại đang điều hành tòa tháp đó chính phủ từ các quốc gia trên thế giới đã cố ngăn không cho mọi người tiếp cận tòa tháp nguyên thủ các quốc gia trên thế giới đã liên thủ đem các loại khí tài hỏa lực quân sự mạnh và hiện đại nhất đến ý đồ muốn đem tòa tháp san phẳng tuy nhiên không một quốc gia nào có thể ngăn mọi người tiến vào tháp khí tài quân sự chưa kịp chạm đến tòa tháp đã phải hứng chịu một trận lôi điện như mưa chút xuống tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa kế hoạch phá hủy tòa tháp bị đánh sập từ trong trứng nước đống tàn tích còn sót lại trước tòa tháp chính là minh chứng giống như những gì mà thần linh và yêu ma đã tuyên bố những kẻ cố ngăn người khác tiến vào tháp sẽ bị trừng phạt đã 5 năm kể từ khi mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào tòa tháp. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, một cái thanh niên trẻ tuổi xuất hiện trước tòa tháp. Hắn ta lẩm bẩm cười nói, hắc hắc hắc, bắt đầu tiến hành thử thách tầng 600 lần thứ nhất của nhân loại nào. Ngăn cản trước mắt thanh niên là một đội quân yêu ma, bằng mắt thường khó mà ước tính được số lượng. Lấy đám yêu ma làm trung tâm một tiếng nổ bạo liệt vang lên, kèm trong đó là tiếng kêu thảm thiết rồi bị hỏa diễm bùng lên nuốt trọn. Các ngươi dám cản bước ta ư? Cửu Tinh. Một kẻ trong Cửu Tinh lạnh giọng, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế trong số hàng triệu người tiến vào tháp có 9 người là nổi bật hơn cả sử dụng ma pháp và thần lực mà họ có được từ tháp thí luyện sức mạnh của họ là vô đối mọi người cẩn thận hắn hiện đang không ổn định thanh niên bị cản đường tức giận gầm lên sao các người dám không ngờ các ngươi dám ngăn cản ta thực hiện hành động cao quý của mình đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc bằng cái mạng của các ngươi người thanh niên này được gọi là hắc tinh hay tử tinh từng là một thành viên trong cửu tinh hắn không phải là cao thủ dùng vũ khí hay thần thánh phương nào hết. Nhưng hắn là người đàn ông vượt qua cả cửu tinh và chiếm lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất, Cha Jin Hi Tức tỉnh đi. Hắn chính là người đàn ông đem tới sự chết chóc. Là hiện diện của cái chết. Hắn được mệnh danh là chiêu hồn sư vĩ đại nhất. Cha Jin đem đám quân đoàn khô lâu triệu hoán, cười nhạt nói, rất đúng lúc. Dù gì ta cũng bắt đầu chán ngấy hòa bình và nhân loại rồi. Tất cả những gì ta cần là sức mạnh. Ta sẽ biến các ngươi thành vật triệu hồi của ta và trở thành kẻ mạnh nhất một người trong bát tinh hô lớn biết ngay là hắn đã phản bội nhân loại và đứng về phía của yêu ma rồi mà nghe được lời này cha jin hiếu cười lạnh hắc hắc phản bội ư giảm quần đành vậy thôi cửu tinh mau đánh bại tên phản bội cha jin hiếu mặc dù cha jin hiếu đã phản bội và tấn công cửu tinh sau khi bị sức mạnh quá to lớn thao túng nhìn đám quân đoàn vong linh của mình bị mấy người trong cửu tinh tiêu diệt cha jin hiếu gào lên các người dám nhưng một đánh với chín không mất mạng thì cũng ngưng thở hai tay nan địch quần hùng Cha Jin Hiếu không thể một mình đối đầu với cửu tinh. Chết đi, Cha Jin Hiếu, hãy đón nhận hình phạt của ngươi vì đã phản bội nhân loại. Mấy người cửu tinh đồng loạt thi triển tuyệt chiêu giấu đáy hòm đánh về phía người từng là đồng đội. Cha Jin Hiếu đối mặt với đòn tấn công tổng lực, hắn đã không còn cơ hội tránh né. Cha Jin Hiếu, kẻ phản bội nhân loại vì ham muốn sức mạnh. Đòn tấn công tổng lực của cửu tinh đem cơ thể Cha Jin Hiếu xuyên thủng thành một cái hắc động. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện được kể cho toàn thế giới biết có một chuyện chỉ người trong cuộc mới biết sự thật là cha jin hiếu không phản bội nhân loại thực tế hắn bị cửu tinh phản bội nói chính xác là 8 người tuy nhiên sự thật đó đã bị một một thế lực hay là ai đó che giấu hoàn toàn thời gian trên kênh ngày mới vlog trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng Thám thoát đã là 10 năm sau câu chuyện của chúng ta bắt đầu trong một căn phòng nhỏ chén bát không rửa chất đống rồi bọ bay xung quanh trên chiếc giường nhỏ trong phòng một thanh âm riêng rỉ vang lên ừ. từ bên trong chiếc chăn giọng ai đó thốt lên ta sẽ trở lại cửu tinh một cái thanh niên vùng dậy mắng lớn lũ khốn nạn cậu thanh niên ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hở ừ, gì đây thành công rồi thật sự thành công rồi kỹ năng bí mật của mình chuyển rời linh hồn cha jin hiếu vẫn còn sợ nghĩ lại vào khoảnh khắc đối mặt với cái chết kỹ năng này cho phép hắn chuyển linh hồn tới một cơ thể phù hợp khác có vẻ như nó đã thành công tìm cho mình một cơ thể với thể chất tương đương và có vẻ như chúng ta vẫn đang ở nam hàn Cha Jin Hiếu tay siết chặt thầm mắng, khốn kiếp, lũ cửu tinh chó chết. Hắn đã có thể tự mình vượt qua tầng 600. Chúng đã đề nghị giúp đỡ rồi đâm sau lưng mình ư. Chuyện 10 năm trước hiện ra trong trí nhớ của Cha Jin Hiếu. Trên người bị mấy thanh vũ khí sắc bén xuyên thủng, Cha Jin Hiếu quỳ trước mấy người cửu tinh, gắng gượng dò hỏi, tại sao? Muốn biết tại sao mình bị phản bội không? Thánh kỵ sĩ Ken Pellon đứng bên cạnh nữ thần Carmen Pellon, đắc ý lên tiếng anh chắc chắn là hắn sẽ không thể triệu hồi bất cứ thứ gì trong vòng tròn thánh quang này đâu. Nữ thần Carmen Bellen mắt liếc nhìn cha Jin Hiếu, tử tinh, mặc dù ngươi được gọi là đội quân một người. Nhưng nếu chỉ có một mình ngươi, thì ngươi chẳng là gì so với bọn ta, nhỉ? Cha Jin Hiếu thở ra từng hơi nặng nhọc, ta chỉ cố giúp các người. Thánh kỵ sĩ Ken Bellen lạnh nhạt lên tiếng, đừng nghĩ đây là tư thủ cá nhân. Không phải là bọn ta có ác cảm với ngươi, chỉ là. Gã ta cười lạnh nói, chắc ngươi có thể gọi là, nhổ cỏ dại nghe được lời này cha jin hiếu phẫn nộ gầm lên choi ki ung hun tên khốn đó với các ngươi là cũng một dục đúng không bạn của ta và là ngôi sao chuyên về chiến đấu trong nhóm cửu tinh choi ki ung hun cậu ấy quyết định không tham gia vào việc chinh phục tầng 600. chậc các ngươi không nói với cậu ấy vì lo rằng cậu ấy sẽ giúp ta lũ khốn bệnh hoạn bị chúng chơi một phố rồi cha jin hiếu có thể cảm nhận được sinh cơ trên cơ thể mình đang dần tiêu tán thầm mắng chết tiệt mắt mình bắt đầu mờ dần mất nhiều máu quá được thôi lần này ta chịu thua ta sẽ chết cho các ngươi xem nhưng đừng nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn lũ phản bội các ngươi ta đảm bảo sẽ báo thù cha Jin hiếu cứ vậy ngã xuống sinh cơ đoạn tuyệt trở lại hiện tại hồi tưởng lại chuyện năm ấy cha Jin hiếu răng nghiến chặt gầm lên để ở cam tức cứ đợi đó ta thậm chí sẽ không biến các người thành vật triệu hồi của ta ta nhất định sẽ giày vò và nghiền nát linh hồn các ngươi để các ngươi không bao giờ có thể đầu thai được Dinh dinh dinh. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại để trên giường reo lên. Cha Jin hiếu giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đặt kế bên. Điện thoại thông minh. Có lẽ là do lâu rồi mình chưa xài, nhưng trong điện thoại cũng xịn đấy nhỉ. Sắc mặt cha Jin hiếu trượt trở nên đặc sắc, hắn như kẻ ngớ ngẩn lẩm bẩm, hai không, hai ba. Cha Jin hiếu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, không nhịn được thốt lên, hai không, hai ba. Đã 10 năm trôi qua rồi. Cảm giác như vừa mới xảy ra, vậy mà đã trôi qua 10 năm ư? Kỹ năng kiểu quái gì đây? Khoan đã kỹ năng, liệu mình có thể sử dụng ma pháp với cơ thể này không? Phát hiện một con ruồi bay vo ve trước mắt. Cha Jin hi úc hai tay giơ lên vỗ cái bếp. Trong lòng bàn tay anh ta, con ruồi sớm đã chết không thể chết hơn. Phù, cha Jin hi úc thở ra một hơi. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn thi thể con ruồi trên tay, nghiêm giọng hô lớn, tức tỉnh đi. Không thấy có phản ứng, cha Jin hi úc không nhịn được liên tục quát lớn, Tức tỉnh, tức tỉnh, thức tỉnh đi. Mãi không thấy có gì phát sinh, cha Jin Hiếu không nhịn được mắng, con miệng. Nó, cơ thể này còn không có lấy một giọt mana. Hắn vội vàng chạy đến kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thế có nghĩa là, mình cần leo tòa tháp đó, mà không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào à. Khoan đã, nếu 10 năm đã trôi qua, không lẽ họ đã thành công leo tới đỉnh tòa tháp? Cha Jin Hiếu vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, bắt đầu tìm kiếm thông tin về tòa tháp trong 10 năm gần đây. Cha Jin Hiếu tìm kiếm được một cái thông tin nổi bật, người từng là bạn thân của hắn võ thần Choi Giung Hun cuối cùng cũng đã đến tầng 800 trên tòa tháp. Đọc qua cái thông tin này, cha Jin Hiếu mặt lộ vẻ nghi hoặc Ừ, lũ khốn này. Trong suốt 10 năm qua, chúng chỉ có thể leo được 200 tầng thôi ư. Ừ. Không, đây chính là cơ hội. Trong khi chúng đang tận hưởng khoảng thời gian leo tháp, mình có thể bắt kịp và trả mối thù này. Cha Jin Hiếu vơ đại cái áo khoác trong phòng mặc lên người. Luyện tập bên ngoài tòa tháp là vô dụng, mình phải đi ngay mặc dù cơ thể mình hiện không khác gì một kẻ mới vào nghề nhưng mình có kiến thức của tử tinh cha jin hiếu mình sẽ sử dụng kiến thức của mình để có thể mạnh lên một cách nhanh chóng cha jin hiếu mắt lóe lên sát ý cứ đợi đó cửu tinh ta nhất định sẽ báo thủ cảnh phim chuyển đến seoul hòa trong dòng người đông đúc cha jin hiếu dần tiếp cận với tòa tháp thí luyện một tên ánh mắt sáng rực nhìn tòa tháp trước mắt mơ mộng nếu có thể lên tới đỉnh tháp mình cũng sẽ sống trong vinh hoa phú quý kẻ bên cạnh dội cho gáo nước lạnh nhắm làm nổi không có khi nghèo luôn ở tầng một đấy. Tháp thí luyện, nơi bắt đầu của những hy vọng và câu chuyện của mỗi người. Một giờ chiều, nhìn lối vào tháp thí luyện hiện đã mở. Tiếng xôn xao pha lẫn kích động của mọi người xung quanh vang lên, mở cửa rồi. Mọi người tập trung. Cha Jin hiếu không nhanh không chậm cùng dòng người đông đúc hướng thông đạo tháp thí luyện bước tới. Bắt đầu đông cuộc báo thủ thôi nào. Ngay khi người cuối cùng bước vào trong thông đạo tháp thí luyện. Cửa vào thông đạo tháp thí luyện được tự động khép lại. Ngay khi Cha Jin Hiếu hiện thân trong tháp thí luyện, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên, chào mừng, đang tháp giả. Đã năm, không, 15 năm rồi. Chào mừng đến với ải hướng dẫn. Ải hướng dẫn bắt đầu. Cha Jin Hiếu buồn bực thở dài, hướng dẫn con khỉ ấy. Không nơi nào khác có độ khó cao như ở đây. Một con đường chứa đầy cạm bẫy và phải mất đến vài ngày mới có thể đi được hết. Người ta thường nói rằng ngoài 10 tầng tháp ra, thì nơi này là nơi lố bịch nhất trước mắt cha Jin Hiếu hiện ra bảng thông tin, mục tiêu vượt qua mọi cạm bẫy và đi đến đích. Tất cả sát thương phải chịu sẽ được hồi phục khi bạn chạm đến đích hoặc quay về điểm khởi đầu. Chúc may mắn. Cha Jin Hiếu không mấy lạ lẫm với cái bảng thông báo này, đừng quên 10 năm trước hắn từng là người đầu tiên chuẩn bị vượt tầng 600 của tháp thí luyện. Mình cần kiểm tra chỉ số của cơ thể này đã. Cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái hiện thị rõ thông tin của cha Jin Hiếu. Chức nghiệp hiện tại để chống, chức nghiệp phụ để chống, thể chất, loại mana. Chỉ số, sức mạnh, máu, nhanh nhẹn, trí tuệ, ma của hắn hiện giờ đều là một điểm. Đặc tính thứ nhất nhất, hám thực. Thứ hai hiện chưa được phát hiện. Nhìn các chỉ số trên màn hình, Cha Jin Hiếu chỉ có thể dùng hai từ tệ hại để hình dung. Hắn chợt ngẩn người, ừ, hám thực và thể chất mana à? Chúng không phải là những thông số mình từng có trước khi chết. Chẳng lẽ thiên phú về đặc tính và thể chất giữa các linh hồn là khác nhau sao? Cha Jin Hiếu mỉm cười lẩm bẩm, vậy thì, trong ải hướng dẫn này, mình sẽ lấy hết mọi thứ có thể. Chẳng muốn tốn thêm thời gian, Cha Jin Hiúc chân dẫm mạnh xuống đất phát lực, cả người lao nhanh trong thông đạo thử thách. Bạn đã rời khỏi điểm khởi đầu, một bẫy ma pháp tiễn đã bị kích hoạt. Cha Jin Hiúc đơn giản lách người sang một bên né tránh mũi ma pháp tiễn bắn tới. Khoảnh khắc mà những mũi tên được bắn ra là thời điểm duy nhất mà ta có thể thấy chúng, kiến thức của mình vẫn còn nguyên. Ngay lúc này, năm đạo ma pháp tiễn được kích phát, nhằm phía Cha Jin Hiúc bắn đến. Không phải là, mới bắt đầu đã vậy thì có hơi quá đáng sao? Cha Jin Hiếu chạy nhanh về phía trước, lần nữa tránh thoát đợt công kích ma pháp tiễn thứ hai. Thế nhưng đợt công kích thứ ba, cha Jin Hiếu không có may mắn như vậy. Hắn vừa phát hiện công kích ập tới trước mắt, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Trên người đã truyền đến cảm giác đau nhức do bị ma pháp tiễn bắn xuyên qua. Chưa được, phải cố thêm chút nữa. Cha Jin Hiếu chạy chưa được mấy bước, ma pháp tiễn đã như mưa nhằm phía hắn bắn xuống. Kết quả cả người cha Jin Hiếu bị ma pháp tiễn xuyên thủng nhìn như con nhím. Hừm. Cha Jin Hiúc răng nghiến chặt, gắng gượng đứng dậy. Dù có đau đến mấy mình cũng phải tiếp tục. Cha Jin Hiếu lì lợm cắm đầu chạy về phía trước. Cũng chẳng biết hắn đã bị ma pháp tiễn bắn gục xuống rồi gắng gượng đứng lên bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết cả người Cha Jin Hiếu lúc này cắm chi chít ma pháp tiễn, tìm được một chỗ lành lặn cũng khó. Hắn bước đi đến đâu máu động lại thành vũng đến đó. Ngay khi Cha Jin Hiếu đi gần hết được thông đạo, hắn vì mất máu quá nhiều cả người đổ ập xuống, thất bại trong gang tấc. Bạn đã quay trở lại điểm bắt đầu. Mọi vết thương đã được hồi phục. Âm thanh máy móc vang lên. Cha Jin Hiuk xuất hiện tại điểm xuất phát. Vết thương trên người hắn đang được hồi phục một cách cấp tốc. Cha Jin Hiếu gắng gượng đứng dậy, cảm giác cả người đau kinh khủng không mấy dễ chịu. Đầu tiên, mình sẽ xem thử có thể đi được bao xa. Nhưng không thể cứ nhắm mắt mà chạy được. Vào 10 năm trước, hai đặc tính có thể khiến Cha Jin Hiếu hắn trở thành đăng tháp giả mạnh nhất địa cầu. Một trong số chúng là hám thực, hám thực giúp hắn tiêu thụ những thứ không có sự sống và khiến chúng trở thành của hắn và hiện tại máu của hắn vương vãi trên thông đạo không phải là sinh vật sống và điểm kinh nghiệm từ chỗ máu đó đều sẽ trở thành của hắn màn hình thông tin hiện lên một cái thông báo bạn đã nhận được phần thưởng toàn bộ chỉ số cộng một kinh nghiệm sức chịu đựng mất máu bị đâm nỗi đau bất tỉnh đều được cộng vào một điểm cha jin hiếu sờ cằm nghiền ngẫm tuyệt kinh nghiệm sức chịu đựng đã tăng lên rồi dù cho mình không bận tâm đến việc thiết lập chỉ số trang bị thì mình vẫn có thể chịu đựng được những trạng thái bất thường cơ bản chỉ tốn khoảng một tuần để mình có thể hoàn thành ải hướng dẫn và trở thành một đăng tháp giả mạnh mẽ nhưng mình vẫn sẽ hứng chọn mọi mũi tên và cứ tiếp tục như vậy để tăng cường các chỉ số của mình nhờ vào hám thực cho đến khi mình đạt mức tối đa kinh nghiệm sức chịu đựng đúng kiểu chịu ngược đãi tăng điểm kinh nghiệm kinh nghiệm sức chịu đựng của cha jin hiếu tăng lên mỗi ngày một tháng sau cha jin hiếu đứng yên tại chỗ mồ hôi như hạt đậu thi nhau túa ra như tắm ướt đẫm khuôn mặt trên người bị gần cả chục mũi ma pháp tiễn xuyên thủng Hắn thành công kết thúc ải thử thách. Chúc mừng bạn đã hoàn thành ải hướng dẫn. Tận hưởng cảm giác thư thái cơ thể được chữa lành. Cha Jin Hiếu thở ra một hơi. Phù, mất khá nhiều thời gian vì mình còn phải quay lại bên ngoài nữa, tốn khoảng một tháng nghỉ. Một bảng kết nối bất ngờ xuất hiện phía sau Cha Jin Hiếu. Một số vị thần và ác quỷ đang có hứng thú với phương pháp bạn dùng. Cha Jin Hiếu cười nhạt. Ha, lần này cũng có các ngươi sao? Hắn như phát điên gầm lên. Nữa hả? Mấy tên khốn tàn ác bệnh hoạn này! màn hình xuất hiện một cái thông báo một vị thần đang tức giận bởi lời lẽ thô tục của bạn cha jin Hiúc nghĩ bụng thần và quỷ bọn họ dõi theo chúng ta để xem thử có ai đó tương đồng với họ xuất hiện không cái lũ tàn bạo đáng ghê tởm đó không ai trong số chúng tiết lộ danh xưng hay tên thật chúng chỉ đang dở trò để chiêu mộ mình thành môn đồ của chúng thôi một ác quỷ đang thích thú với lời lẽ thô tục của bạn nhìn bảng thông tin vừa hiện lên cha jin Hiúc lầm bầm dù tôi có làm tốt ải hướng dẫn cũng không cần mấy người để tâm đâu lại thêm một cái bảng thông tin hiện lên, dường như có một ác quỷ đang mỉm cười. Vạn quỷ chi thượng đang gửi lời chào đến bạn, ngươi dạo này khỏe không? Nhìn kẻ vừa tự xưng là vạn quỷ chi thượng giao tiếp với mình, cha Jin hí giữa người không nhịn được mắng, ban, lại là ngươi, cái tên khốn bám đuôi này. Cha Jin hí lục lọi mớ ký ức tưởng chừng đã tan biến giữa thế giới này. Vạn quỷ chi thượng, ban, ở kiếp trước, gã là một ác quỷ bám theo hắn dai như đỉa để trương mộ hắn làm môn đồ. Hắn đã nhận ra mình sao? Người giúp mình có thể chuyển rời linh hồn là hắn ta. Nhớ ra chuyện năm đó, Cha Jin Hiếu mỉm cười nói, phải rồi, nhờ có thuật chuyển rời linh hồn ngươi đưa mà ta được lợi đấy, tên bám đuôi. Đột nhiên có vô số thông báo hiện lên, một vị thần thể hiện sự hứng thú đến bạn, một ác quỷ thể hiện sự hứng thú đến bạn. Cha Jin Hiếu tức giận chỉ trích ban, này, vì ngươi mà ta bị chúng để mắt đến rồi kìa. Một vị thần đang hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì, một ác quỷ đang an ủi bạn, một vị thần đang hỏi bạn là ai vạn quỷ chi thượng không thể phản bác đành tỏ ra hối lỗi lôi thần muốn nói chuyện riêng với ban hầu vương đã có cảm tình với bạn cha jin hiếu bực bội quát mấy người im đi được không phiền phức quá rồi đấy các ngươi nghĩ ta sẽ đi theo ai hả nếu muốn âm thầm theo dõi thì cứ im miệng và xem đi nghe được lời cha jin hiếu vừa tuyên bố màn hình thông tin hiện lên dòng chữ vạn quỷ chi thượng đang hờn rỗi cha jin hiếu phán một câu xanh dờn và nếu ta có chọn đi theo ai đó thì chắc chắn không phải ngươi đâu đừng có mơ mộng. Vậy, mình nên xem qua phần thưởng ải hướng dẫn thôi nhỉ. Cha Jin Hiếu không có bỏ phí tinh huyết của mình đang vương vãi thành vũng dưới đất, hắn lần nữa sử dụng hám thực cắn nuốt điểm kinh nghiệm. Đúng như cha Jin Hiếu dự đoán, điểm kinh nghiệm sức chịu đựng của hắn lần này tăng phun cột. Màn hình giao tiếp liên tiếp hiện lên thông báo, bạn đã nhận được khả năng chịu đựng mất máu. Bạn đã nhận được khả năng chịu đựng nỗi đau. Chỉ số hiện tại của hắn, sức mạnh 18, máu 23, nhanh nhẹn 23, trí tuệ 16, mana 25. Bạn đã nhận được khả năng chịu đựng bất tỉnh. Bạn đã nhận được khả năng chịu đựng bị đâm, giờ bạn đã có năng lực chịu đựng. Cha Jin Hiúc nghĩ bụng, tuyệt đấy nhỉ, hiện tại việc thu thập mana vẫn hơi khó. Nhưng dù vậy mình là người mang thể chất mana, nên mình có khả năng tăng cường mana một cách đều đặn. Nhờ vào tiến độ tăng trưởng của bạn, một đặc tính nữa đã được mở khóa. Cha Jin Hiúc tỏ ra khó hiểu trước bản thông báo vừa hiện lên. Một đặc tính? Mình đã có hám thực rồi mà. Đặc tính thứ nhất hám thực đặc tính thứ hai vẫn là dấu chấm hỏi cha jin hi úc nghi hoặc là cái đặc tính dấu chấm hỏi đó sao hiểu rồi chủ nhân của cơ thể này vốn dĩ đã sở hữu đặc tính đó đặc tính được mở khóa người đa tài người đa tài cái gì đây cửa sổ trạng thái hiện lên bảng thông tin người đa tài một tài năng cho phép bạn giỏi mọi thứ bất kể là kỹ thuật gì độ thông thạo sẽ được điều chỉnh thông qua huấn luyện còn trong thực chiến sẽ có thêm một sự điều chỉnh bổ sung để tương thích với độ thông thạo của bạn nhìn những dòng chữ trước mắt cha Jin Hiếu mỉm cười đắc ý thứ này tuyệt thật với thứ này thì chuyện đó có thể sẽ khả thi danh hiệu mà mình đã không thể có được dù cho mất một thời gian dài chuẩn bị kẻ giỏi nhất trong mọi thứ bậc thầy toàn năng một bảng giao tiếp hiện lên trước mắt cha Jin Hiếu vạn quỷ chi thượng đang tò mò về cửa sổ trạng thái của bạn cái cái gì cửa sổ trạng thái tiếp tục hiện lên vạn quỷ chi thượng đang tò mò về cửa sổ trạng thái của bạn cha Jin Hiếu lắc đầu lạnh nhạt nói quên đi đừng có làm phiền ta nữa, biến dùng. Giờ ta đến tầng tiếp theo đây, muốn đi theo thì cứ tự nhiên. Vạn quỷ chi thượng hỏi rằng ngài ấy có thể đi theo được không và đang theo sau bạn. Phòng tiếp theo hẳn là căn phòng lựa chọn và huấn luyện. Bạn đã tiến vào căn phòng lựa chọn và huấn luyện. Cha Jin Hiếu bước vào căn phòng tiếp theo. Chào mừng đến với căn phòng lựa chọn và huấn luyện. Bạn có thể lựa chọn một vũ khí và chức nghiệp phù hợp với bạn nhất. Một khi lựa chọn xong, hãy phá hủy sàn nhà bên dưới bạn. Bạn sẽ được dịch chuyển đến tầng 1 của tòa tháp ở kiếp trước. Sau khi phát hiện mình mang thể chất mana mình đã không do dự mà lựa chọn trở thành một pháp sư. Tuy nhiên, Cha Jin Hiuk lần này không có lựa chọn pháp trụ, hắn tùy tiện chộp lấy cây cung gần đó. Khởi tạo mục tiêu luyện tập, cầm cây cung trong tay, Cha Jin Hiuk nghĩ bụng, người đa tài, sao mình không kiểm tra thử xem đặc tính này ấn tượng như thế nào nhỉ? Mục tiêu đã được khởi tạo. Ba cái bia di động vừa hiện lên giữa hư không. Cha Jin Hiúc như một tay cung tiễn thủ lành nghề, dương cung nhằm phía mục tiêu vừa xuất hiện. Ba mũi tên xé gió bắn về phía trước. Không có gì đơn giản hơn, ba mũi tên xuyên thủng hồng tâm của ba tấm bia. Cha Jin Hiúc hô lớn, khởi tạo nhiều mục tiêu hơn. Tạo ra loại mà có thể tấn công tôi ấy. Cửa sổ giao tiếp hiện ra cảnh báo, bạn vẫn chưa lựa chọn chức nghiệp, mục tiêu có thể tấn công là quá nguy hiểm. Cha Jin Hiúc buông một câu, tôi không quan tâm. Mục tiêu đã được khởi tạo trước mắt cha Jin Hi Úc hiện ra mấy cái hình nhân tựa như con rối. Thiết lập đã thay đổi, các mục tiêu giờ sẽ tấn công người chơi. Nhìn mấy con rối lao về phía mình, cha Jin Hi nhanh tay bắn tên về phía mấy con rối di động. Ba mũi tên xuyên thủng mi tâm của ba con rối. Hai con cá lọt lưới nhằm phía cha Jin Hi xông tới. Cha Jin Hi đứng nguyên tại chỗ nhìn hai con rối xông đến trước mắt mình. Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, cơ thể hai con rối một phân thành hai. Cha Jin Hi một tay cầm cự kiếm, tay còn lại cầm ngọn giáo. Hắn lớn tiếng hô lớn, chưa đủ, đem mấy con mạnh hơn ra đi. Dựa theo yêu cầu của cha Jin Hiếu, cửa sổ giao tiếp hiện lên, độ khó của mục tiêu đã tăng lên, mục tiêu khổng lồ đã được triệu hồi. Gã khổng lồ ngẩng đầu nhìn một đạo nhân ảnh cầm vũ khí xông đến. Chẳng có một màn chiến đấu này lửa nào xảy ra, cha Jin Hiếu hai tay nắm chắc ngọn giáo xuyên thủng mi tâm của gã khổng lồ vừa được triệu hoán. Cha Jin Hiếu không có ngừng tay, trong tay xuất hiện hai thanh dao găm. Hắn không có xoay người lại, Hai cây dao găm trong tay phóng ra phía sau, chuẩn xác xuyên thủng mi tâm của hai con rối phía sau. Đột nhiên, mấy con rối phi hành vừa xuất hiện đã chuẩn bị phát động công kích về phía Cha Jin Hiếu. Cha Jin Hiếu sắc mặt khó coi, một đòn tấn công tầm xa. Hắn vội vàng lao lên phía trước né tránh đòn công kích trong gang tấc. Cảnh báo, chúng là những mục tiêu nguy hiểm nhất có thể triệu hồi ở tầng này. Thật sao? Chúng là mạnh nhất rồi à? Vậy mình sẽ phải dùng đến sở trường rồi cha Jin hiếu chụp vội lấy cây pháp trượng trong đống vũ khí xung quanh. Ngay khi mấy con rối phát ra mấy đạo quang thể năng lượng bắn về phía mình, cha Jin hiếu cười lạnh, tao nhanh hơn tụi mày. Ma pháp tiễn. Ba đạo ma pháp tiễn chuẩn xác bắn nổ ba con rối phi hành. Kinh thật, vậy đây là sức mạnh của đặc tính người đa tài sao? Cảm giác như mình đã dùng những vũ khí này suốt bao năm trời rồi vậy. Cha Jin hiếu ngẩn người, trước mắt hắn, cửa sổ giao tiếp xuất hiện thông báo, hoàn thành thành tựu. Thành tựu, Bậc thầy toàn năng sử dụng ít nhất một món vũ khí mỗi loại bên trong căn phòng của sự lựa chọn và huấn luyện. Phần thưởng chức nghiệp bậc thầy toàn năng đã được mở khóa. Chỉ số tấn công cộng năm ngàn điểm. Nhìn thông tin giải thích, Cha Jin Hiếu lẩm bẩm: Bậc thầy toàn năng. Bậc thầy toàn năng là tên của một chức nghiệp sao? Màn hình giao tiếp lại hiện lên một cái thông báo: Bạn có muốn chọn bậc thầy toàn năng làm chức nghiệp của mình không? Cảnh báo: Một khi bạn rời khỏi căn phòng lựa chọn và huấn luyện, bạn không thể chọn chức nghiệp này nữa. Đồng ý hay là không? Cha Jin Hiếu nghĩ bụng. Không, dù cho có là chức nghiệp bậc thầy toàn năng đi nữa, thì mình cũng không thể từ bỏ thế mạnh được. Mình cần phải chọn nó làm chức nghiệp chính. Nếu vậy thì, Cha Jin Hiếu quả quyết nói, hệ thống, tôi muốn chọn bậc thầy toàn năng làm chức nghiệp phụ. Cửa sổ giao tiếp hiện lên mấy dòng chữ, tôi không thể làm vậy được. Cha Jin Hiếu mặt biến sắc, cái gì? Tại sao? Nhìn cửa sổ giao tiếp hiện lên mấy dòng giải thích, chức nghiệp phụ chỉ được mở sau tầng 100 thôi. Vị trí chức nghiệp phụ phải chinh phục tầng 100. Cha Jin Hiếu không nhịn được mắng, chết tiệt. Mình quên mất giờ vẫn đang ở giai đoạn đầu. Nếu không chọn chức nghiệp thì mình không thể rời phòng này. Dù có thể hơi lãng phí, nhưng mình có nên dùng điểm thành tựu không? Cha Jin Hiếu chợt hỏi, để mở khóa vị trí chức nghiệp phụ, tôi có thể dùng đến điểm thành tựu không? Cửa sổ giao tiếp hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, làm sao một tân binh lại biết điều đó? Một đơn vị tiền tệ có thể nhận được nhờ vào việc hoàn thành các thành tựu, điểm thành tựu. Sử dụng số điểm này cho phép người dùng có thể thay đổi hệ thống hỏi lại tôi thì có tác dụng gì đâu tôi sẽ dùng năm nghìn điểm để mở khóa vị trí chức nghiệp phụ điều đó không phải là bất khả thi mà đúng chứ điều này có thể nhưng hiện tại bạn chưa có đủ điểm thành tựu thỏa thuận điểm thành tựu mở khóa vị trí chức nghiệp phụ điểm yêu cầu năm nghìn năm mươi điểm điểm hiện có năm nghìn điểm cha jin hữu buồn bực thở ra một hơi ha chắc mình không còn lựa chọn khác rồi này ban ta có việc nhờ đây vạn quỷ chi thượng ban tiết lộ danh tính và nói chuyện với ta đi không phải là có một thành tựu dành cho việc lần đầu nói chuyện với các vị thần sao. Quả nhiên, Cha Jin Hi đây là dựa vào kiến thức hai kiếp làm người để ra lận. Màn hình giao tiếp hiện lên thông báo, thành tựu vạn quỷ tri thượng. Cho chuyện cùng đại ác quỷ, ban, điểm thành tựu cộng 200. Vạn quỷ tri thượng đã hỏi bạn ta làm tốt chứ Cha Jin Hi mặt đen lại, thè lưỡi nói, dừng lại đi, xin đấy, đừng bao giờ làm vậy nữa. Bạn có muốn dùng điểm thành tựu để chọn bậc thầy toàn năng làm chức nghiệp phụ không? cùng lúc màn hình giao tiếp hiện ra trạng thái phẫn nộ của bôn vạn quỷ chi thượng nghĩ rằng cái lẻ lưỡi đó rất là quá đáng cha diên hiếu không cần suy nghĩ gật đầu xác nhận ó tôi chấp thuận chúc mừng chức nghiệp chính của bạn để chống chức nghiệp phụ bậc thầy toàn năng bạn đã lựa chọn bậc thầy toàn năng làm chức nghiệp phụ bạn sẽ được dịch chuyển đến tầng một của tòa tháp sau khi phá hủy căn phòng của sự lựa chọn và huấn luyện giờ thì ta nên bắt đầu trả thù thôi nhỉ cha diên hiếu tay cầm pháp trượng thi triển một đạo ma pháp đánh mạnh xuống nền nhà dưới chân. Bạn sẽ được dịch chuyển đến tầng 1 của tòa tháp. Cảnh phim chuyển đến tầng 1 của tháp thí luyện, rừng Coron. Nhìn hai con yêu tinh bộ dáng hung dữ chặn đường, ba người tham gia tháp thí luyện không nhịn được mắng, mẹ kiếp. Mới tầng 1 đã khó thế này thì chúng ta leo tháp kiểu gì đây? Phát hiện có nhân loại xuất hiện, con yêu tinh bộ dáng thèm thuồng phóng đến. Cùng lúc này, Cha Jin Hyuk xuất hiện phía trên thiên không tầng 1, hai con yêu tinh bên dưới đã rơi vào tầm ngắm của hắn. Con mồi đầu tiên. Từ trên phóng xuống, cha Jin Hiếu dùng chân đạp nát đầu con yêu tinh. Một con cô bầu. Đã lâu rồi nhỉ. Nhìn đồng bọn bị đánh gục, hai con cô bầu còn lại răng nghiến chặt rít lên từng hồi trói tai. Giờ, lũ cô bầu kìa. Tao sẽ thôn phệ toàn bộ tụi mày. Không biết là sẽ nhận được gì đây. Người thanh niên phía sau dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cha Jin Hiếu. Tuyệt thật. Chỉ cần một chiêu mà con cô bầu đi luôn. Hơn nữa, mình nghĩ anh ta là một pháp sư nhưng lại hạ gục nó bằng một cú đá. Tôi chả biết hắn là ai cơ mà chiến đấu cùng nhau thôi, nếu mình hợp tác thì. Tên còn lại nhìn thấy có người giúp sức, tự tin thoáng cái tăng lên. Chajin Hiuc lạnh nhạt lên tiếng, tránh dùng cái. Nghe được lời này, hai tên đứng phía sau ngẩn người, hả? À. Chajin Hiếu ánh mắt băng lãnh liếc hai tên kia, tuyên bố, mấy người mà chạm vào con mồi của tôi là chết đấy, hiểu không? Ánh mắt của Chajin Hiuc nhìn tới khiến hai tên kia dùng mình sợ hãi. Vâng. Bọn tôi rời đi ngay đây ạ. À? Nhìn thấy con mồi bỏ trốn, hai con cô bâu giữ dữ gầm lên. Sao? Muốn báo thù hả? Cha Jin Hiếu đứng nguyên tại chỗ nhìn hai con cô bầu lao đến. Pháp trượng trong tay giáng xuống, cha Jin Hyuk dùng cách đơn giản mà thô bạo nhất hạ gục con cô bầu xông đến đầu tiên. Mày làm gì thế? Không tấn công à? Con cô bâu còn lại giờ phút này nào còn có tâm tư chiến đấu, cái chết của hai tên đồng bọn đã đem nó dọa sợ, vội xoay người chạy trốn thoát làm sao được hà cưng. Tiễn pháp. Cha Jin Hiếu đứng nguyên tại chỗ, dùng pháp trượng đánh ra một đạo ma pháp tiễn xuyên thủng ngực con cô bầu chạy trốn. Mọi việc nói thì lâu nhưng diễn ra lại rất nhanh. Cha Jin Hiếu không mất bao lâu thời gian đã đơn giản đem ba con cô bò diệt sát. Nhìn cửa sổ giao tiếp xuất hiện thông báo, chào mừng tới tầng đầu tiên. Đá mana của cô bò. Cha Jin Hiếu châm chọc, thông báo hơi muộn đấy. Ta đánh xong rồi, giờ thì đang nhặt đồ rồi. Hoàn thành nhiệm vụ để tới tầng tiếp theo. Mô tả nhiệm vụ đánh bại 10 cô bầu, 3 phần 10. Cha Jin Hi nghĩ bụng, nhiệm vụ này đối với hắn hiện giờ dễ như ăn bánh. Giờ hắn hạ cả trăm con cũng được. À mà, khi mình hoàn thành nhiệm vụ này thì, sau đó mình có thể sẽ cố gắng hơn đến mức để nhận được danh hiệu sát thủ. Từng vượt qua số số tầng của tháp thí luyện, cha Jin Hi hiện giờ không phải là một tên tân thủ gà mờ với kiến thức hạn hẹp. Hắn biết nếu hắn giết một loại quái cả nghìn lần, thì hắn sẽ nhận được danh hiệu sát thủ của loại quái đó. Kiếp trước hắn đã từng chạy khắp nơi săn giết quái để nhận hết các loại danh hiệu sát thủ nhìn ba con cô bầu nằm trên đất cha di hiếu tự nói giờ thì mình có hấp thụ chút sức mạnh của con quái này không đây hám thực quyết không bỏ phí điểm thăng cấp nằm dưới đất cha di hiếu đem năng lượng tinh huyết của ba con cô bầu cắn nuốt thấy rồi ký ức của con cô bầu này sức mạnh của nó giờ là của mình thậm chí giờ mình còn hiểu được cả ngôn ngữ của nó luôn cửa sổ trạng thái hiện lên bảng thông tin tên cha di hiếu chức nghiệp bậc thầy toàn năng thuộc tính thuộc lớp mana chỉ số sức mạnh 21, sinh lực 19, nhanh nhẹn 20, trí tuệ 25, mana 31. Cha Jin hiếu nghi hoặc, chỉ số của mình tăng nhiều thế. Đó là cấp độ của người leo lên tầng 10. Khoan, tinh chỉnh chức nghiệp Á. Từ khi mình có phân lớp là bậc thầy toàn năng, mình có nhận được thêm chỉ số cho mỗi lần tăng cấp độ không nhỉ? Hừm, ký ức này. Trong đầu của cha Jin Hiếu xuất hiện ký ức của một con cô bâu bị hắn hấp thụ năng lượng. Mình phải nhanh lên. Ngày ấy, đang đói rồi. Mình phải chuẩn bị nhanh lên, bị trách phạt là ăn đòn đó. Tôi đã chuẩn bị xong, chúa tể Kobold. Nhìn qua ký ức của gã Kobold, Cha Jin hí úc mỉm cười lẩm bẩm, chúa tể Kobold, thời điểm thích hợp thật. Hắn biết địa phương có chúa tể Kobold xuất hiện, chính là điểm báo cho đợt sóng quái vật. Bản thân có thể lấy danh hiệu sát thủ Kobold và cày quốc kinh nghiệm ở lần nhiệm vụ này luôn rồi. Nếu muốn đối mặt với làn sóng quái vật thì mình cần có một đội quân. Cha Jin Hiếu nhìn về phía hai con cô bâu thân xác còn lành lặn nằm trên mặt đất, đôi mắt lóe lên ánh tím, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ kỳ lạ, trỗi dậy. Dưới thủ đoạn của mình, hai bộ xương khô cô bâu xuất hiện trước mắt Cha Jin Hiếu. Cửa sổ giao tiếp hiện ra một bảng thông báo, chúc mừng. Bạn đã hoàn thành thay đổi chức nghiệp. Chức nghiệp thay đổi. Chức nghiệp chính, chưa hồn sư. Khi mình là bậc thầy toàn năng và có ký ức kiếp trước thì đổi chức nghiệp dễ như ăn bánh. Nhưng kết quả này vẫn chưa khiến Cha Jin Hiuk cảm thấy hài lòng khi mà vẫn còn chức nghiệp ẩn trong tầng đầu tiên này hắn phải có được nó. Đột nhiên bộ xương cô cảnh giác nhìn về một phía khiến cha Jin Úc nghi hoặc, gì thế? Bốn con cô đi kiếm ăn nhìn thấy bộ xương đồng loại liếc mắt nhìn tới liền tỏ ra sợ hãi. Được rồi, các cốt binh của ta. Tiêu diệt hết cô mà các người thấy. Rất nhanh sau lưng cha Jin Úc đã có một đội quân 10 tên cô Hắn cũng đã thực hiện được một phần ba nhiệm vụ tiêu diệt cô Chỗ mình cần tìm nó chỉ ở quanh đây thôi. Cha Jin Hiếu ngẩn người nhìn về phía trước, thấy rồi. Trước mắt hắn là một căn nhà gỗ nằm một nơi khá hẻo lánh trong rừng. Cha Jin Hiếu đẩy cửa tiến vào bên trong nhà. Quan sát bên trong, hắn thầm hô may mắn, ơn trời, không có tên thợ săn nào tới đây trước. Cha Jin Hiếu ra lệnh cho đám cốt binh đứng chờ ở cửa. Hắn bất ngờ dùng lực dẫm mạnh xuống sàn nhà. Cha Jin Hiếu không mấy bất ngờ khi thấy một cái tầng hầm lộ ra bên dưới nền nhà. Cha Jin Hiếu theo cầu thang đá bước xuống bên dưới nghĩ bụng, chức nghiệp ẩn ở tầng đầu. Trên đường di chuyển, Cha Jin làm một hành động kỳ lạ, ở mỗi bậc cầu thang hắn lại ném xuống một viên đá mana thu được sau khi hạ gục đám cô bồi. Châu hồn sư là chức nghiệp cao cấp và là pháp sư sử dụng linh hồn. Tử linh sư. Cha Jin đem túi đá mana vứt ở bên ngoài, hắn không nhanh không chậm bước đến cỗ quan tài đặt bên trong một cỗ kiến trúc cuối thông đạo. Tử linh sư chức nghiệp ẩn đầu tiên đó được giấu ở đây. Trong cái quan tài đó chứa đựng chỗ truyền chức nghiệp này. Cha Jin Hiếu bước đến bên cỗ quan tài, hắn dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài sang một bên. Quan tài bị động chạm, một đạo khô lâu xuất hiện trước mắt Cha Jin Hiếu. Ngay khi khô lâu hiện thân, Cha Jin Hiếu mặt lộ vẻ cảnh giác, là vun cần, hay gọi hỏa thần. Khô lâu hướng Cha Jin Hiếu, phát ra âm thanh không chút cảm xúc, ngươi có phải hậu duệ của ta? Ngươi là hậu duệ của ta đó ư? Cha Jin Hiếu môi khẽ nhếch lên, bụng thầm nói, lâu ngày không gặp, hỏa thần. Khô lâu nhất thời im lặng, chăm chăm nhìn thanh niên xuất hiện trước mắt ngươi thấy ta mà không tỏ thái độ kinh ngạc gì hết vậy uổng công ta tìm cách để xuất hiện sao cho ma mị làm ta ngượng thật nghe được lời này cha jin hiếu cười nhạt ai đời một chiêu hồn sư mà lại kinh ngạc khi nhìn thấy một bộ xương khô chứ hơn nữa sau khi đọc nhật ký của ngươi ta mới đến đây ta đã qua được cái ngưỡng khiến ta kinh ngạc rồi có một điều cha jin hiếu không có nói vật phẩm ẩn nhật ký của linh sư hỏa thần dĩ nhiên mình chưa hề đọc nó trong kiếp này Cha Jin Hyuk lâm vào hồi ức trong kiếp trước, suốt quãng thời gian tiếc nuối khi đổi chức nghiệp sang pháp sư. Mình đã tìm thấy cuốn nhật ký đó và quay về tầng 1. Và khi trở thành một tử linh sư, mình đã thất bại trong việc biến hỏa thần thành vật triệu hồi của mình. Hỏa thần nở nụ cười khó coi, ngươi nói có lý, ta thích ngươi rồi đấy. Ngươi khá hơn tên khốn vô lễ nào đó 10 năm trước. Nghe nhắc đến chuyện mất mặt 10 năm trước, cha Jin Hyuk thầm mắng, cái bộ xương chết tiệt, có nên cho hắn một bài học không nhỉ? Không, mình phải hoàn thành việc thay đổi chức nghiệp trước đã cha jin hữu chấn tỉnh lại hắn lên tiếng a hừm, ta muốn thay đổi chức nghiệp ngay bây giờ hỏa thần xua tay nhưng ngươi phải đến tầng 10 trước đã tử linh sư là chức nghiệp xếp hạng cao hơn chiêu hồn sư trước tiên thì ngươi cần thay đổi chức nghiệp tại tòa tháp đổi chức nghiệp ở tầng 10 và không đợi hỏa thần nói xong cha jin hữu ngắt ngang ta thật sự là một chiêu hồn sư đấy nhìn đây cha jin hữu phất tay đem bảng thông tin hiện ra chứng thực với hỏa thần thông tin thay đổi chức nghiệp chức nghiệp chiêu hồn sư chức nghiệp phục bậc thầy toàn năng tầng cao nhất đã lên được là tầng 1. hỏa thần khó tin hô lên ôi trời ngươi tự thay đổi chức nghiệp mà không cần phải lên tầng 10 luôn hả xuất sắc đúng là tài năng hiếm có ta nghĩ ngươi xuất chúng và thành thạo hơn cái tên đần trước kia đó lời của hỏa thần như tảng đá gõ xuống đầu cha jin hiếu ngươi không định thay đổi chức nghiệp cho ta hay sao mà hỏa thần cười ngượng à mãi nói chuyện quên mất ha ha hỏa thần lơ lửng trước mắt cha jin hiếu ông ta trong miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ tử linh sư hỏa thần trước đây trước khi tòa tháp xuất hiện trên trái đất ông ta là một người leo tháp bá nhất thế gian mặc dù là chiêu hồn sư mạnh nhất ông ta vẫn không ngừng nỗ lực tìm mọi cách để mạnh hơn mạnh hơn nữa ông ta vùi đầu vào nghiên cứu vật triệu hồi nếu chỉ có xương và da thôi thì chưa đủ ông ta cần một vật triệu hồn mạnh hơn thay vì lich hay hắc kỳ sĩ ông ấy muốn triệu hồi một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt đúng rồi là nó một linh hồn Ông ta muốn gọi linh hồn của người chết, như thế, ông ta sẽ tạo ra được một vật triệu hồi mới hơn hẳn các loại đang có hiện giờ. Sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, hỏa thần đã tạo ra được một chức nghiệp mới là tử linh sư. Tuy nhiên, cái cơ thể giải yếu đó của ông ta cuối cùng cũng đến giới hạn, và chức nghiệp tử linh sư đã đến bờ vực sắp biến mất. Không cam tâm chấp nhận sự thật đó, vậy nên, hỏa thần đã dùng đến phương án cuối cùng, là áp dụng lệnh triệu hồi lên chính bản thân ông ta với hy vọng rằng hậu duệ đời sau sẽ khôi phục lại được danh dự cho ông để hỏa thần tìm thấy được người leo tháp tiếp nối bước chân của ông ấy ông đã tự biến mình trở thành một nửa npc quá trình thay đổi chức nghiệp của cha jin Hiúc diễn ra hoàn tất chén chiêu hồn thuận lợi dung nhập trước ngực hắn ô hỏa thần khẽ ổ lên chính ông ta cũng không ngờ đến mọi thứ có thể diễn ra một cách thuận lợi và mau chóng đến vậy tên đần giờ ngươi đã trở thành tử linh sư rồi hãy sử dụng chén chiêu hồn này để bắt giữ linh hồn và sau cùng, ngươi sẽ gọi được các vật triệu hồi của ngươi." Cha Jin Hiúc nở nụ cười nham hiểm, đắc ý nghĩ bụng, có thế chứ, cảm ơn ông nha. Với chén triệu hồi nó. Thì ta sẽ bắt nhốt ông đầu tiên đó, Hỏa Thần. Ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi, lần này sẽ không thất bại nữa đâu. Hỏa Thần nào biết bản thân đã trở thành con mồi với Cha Jin Hiúc, ông ta vỗ tay nói, chúc mừng, hậu duệ của ta. Giờ thì hãy leo tháp và khiến cho tên tuổi của ta được nổi tiếng khắp nơi đi nào. À, chuyện đó thì ngươi hãy tự đi mà làm, hỏa thần. gì? nghe được lời tên trước mắt vừa nói, hỏa thần giọng lạnh xuống. tên chóa đẻ, ngươi đã không giữ lời hứa được viết trong nhật ký. cha Jin hiếu lạnh nhạt, đùn đẩy việc cho người khác là không tốt đâu. ta sẽ giúp ông bỏ được cái tật xấu đó. khoan, sao giờ ngươi lại trở nên nham hiểm vậy hả? không thể được. cha Jin hiếu triệu hoán chén linh hồn, hô hồ lớn, tích trữ linh hồn. hỏa thần khiếp đảm gào lên thất thanh. sao ngươi dám? hỏa thần cảm nhận được linh hồn mình đang bị sức hút của chén linh hồn rút ra ngươi nghĩ sẽ bắt nhốt được ta hay sao hỏa thần bất ngờ để lại bộ quần áo nhằm phía lối ra thông đạo phóng đi cha jin hiếu môi nhếch lên mình làm được rồi mấy khối đá mana lúc đầu được hắn tùy tiện quăng trên mặt đất được kích phát hỏa thần giơ ngón tay thối lên trêu chọc nhục hậu duệ của ta lại dạy dỗ ta gặp lại ngươi sau tên chó đang định phóng ra khỏi thông đạo ông ta bị một bức tường hư ảo chặn lại đây đây là Phép thuật? Thấy sao? Thỏa mái chứ? Cha Jin Hiếu bước tới, nhạt nhạt lên tiếng bức tường phép thuật. Một câu thần chú cấp thấp. Ta đã đặc biệt tạo ra một nhà tù riêng cho người đó. Hỏa thần gầm lên, ngươi nghĩ làm thế thì ta sẽ để yên chắc. Mấy thứ phép thuật cấp thấp này ta phá được hết. Cha Jin Hiếu cười lạnh. Ta có nói đây là thứ duy nhất đâu. Ở đây còn có nhiều yêu tinh ma thạch. Ta đã thi triển phép thuật để kích hoạt chúng. Như ngươi nói, là ngươi sẽ phá hủy dễ dàng nhưng mà đó chỉ là chuyện trước khi ngươi bị nhốt thôi hỏa thần trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm hắn là ai chứ sao một người leo tháp tầng một lại có được những kỹ năng và mưu kế như vậy cha diên hữu không nhanh không chậm đem nón chùm đầu kéo xuống kiếp trước ta đã thất bại nhưng cuối cùng thì giờ ta cũng bắt được ngươi hỏa thần kiếp trước không thể nào cha diên hữu lộ mặt trước hỏa thần không giấu diếm nói ta đã từng là tử linh sư thứ hai và giờ chính là tử linh sư thứ ba nghe được lời này hỏa thần gào lên một cái danh tự cha jin hiếu cha jin hiếu lười tiếp tục nói nhảm cùng hỏa thần tay giơ lên trước đỉnh đầu ông ta miệng hô lớn tích trữ linh hồn lần này hỏa thần không cách nào chạy trốn bị chén linh hồn trước ngực cha jin hiếu hút vào chẳng tiêu tốn bao nhiêu thời gian quá trình bắt nhốt kết thúc bộ xương khô của hỏa thần mất đi linh hồn chống đỡ gục xuống đừng giận nhé hỏa thần bây giờ có ngươi rồi thì ta có thể muốn gì được nấy sau khi đạt được mục đích trở thành tử linh sư cũng như thu thập được hỏa thần cha jin hiếu trở ra bên ngoài rừng cây màn hình giao tiếp hiện ra hai bảng thông báo vạn quỷ chi thượng đang nhìn bạn quan tử quỷ khá tò mò về chức nghiệp của bạn cha jin hiếu nghĩ bụng thần và quỷ không vào được phòng thay đổi chức nghiệp ngay cả khi các ngươi không làm phiền ta thì ta cũng sớm sẽ cho các ngươi coi đủ thôi vậy nên cứ đợi đi nhìn đội quân cốt binh đứng trước mắt cha jin hiếu nghĩ thầm mình đoán là mình không cần cốt binh nữa đâu nhỉ Cha Jin Hiếu phất tay, miệng hô lớn, tan biến và thức tỉnh. Cha Jin Hiếu thuần thục triệu hoán ra đám linh hồn yêu tinh. Mình đoán chúng cũng không biết nói. Đột nhiên từ trong đám linh hồn, tiếng mắng chửi vang lên. Cha Jin Hiếu, tên khốn nhà ngươi, làm sao ngươi dám, sao ngươi dám sử dụng ta, hỏa thần, làm hồn binh của ngươi. Cha Jin Hiếu mỉm cười nhìn hỏa thần, đây là lần đầu ta thấy ngươi ở dạng đấy đấy. Lúc còn trẻ chắc ngươi đẹp trai lắm. Hỏa thần bạo nộ gầm lên ta sẽ không để yên cho ngươi đâu ha jin hiếu nếu ngươi đánh giá thấp ta linh sư hỏa thần số 1. hỏa thần đang phẫn nộ gầm giống chợt tựa như quả bóng xì hơi im bặt cha jin hiếu lạnh giọng đừng làm quá lên ngươi vẫn còn sống là nhờ mana của ta đấy nếu ta ngừng cấp mana cho ngươi thì ngươi sẽ tan biến ngay lập tức hỏa thần hô hấp khó khăn cố mở miệng ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo ngươi như một con chó hả ngươi còn lựa chọn nào khác sao ngươi đã làm gì với người quen của mình khi mà họ không nghe lời ngươi ngươi đã biến họ thành hồn cầu và hấp thụ họ nghe được lời cha jin hiếu vừa nói hỏa thần im bặt hơn nữa hy vọng ngươi vẫn chưa quên đặc tính của ta là gì hỏa thần mặt có chút tái lẩm bẩm hám thực hắn vẫn còn giữ kỹ năng điên rồ đó ư ừ. nếu không nghe theo lời hắn hắn sẽ nuốt chọn mình mất người dưới mái hiên phải cúi đầu hỏa thần thỏa hiệp á à, được rồi giờ ngươi muốn làm gì ừ ngươi không cảm thấy thứ đó à chúng ta sẽ hạ gục tên khốn đó trong khi nói chuyện tay cha Jin hiếu chỉ về phía tòa lâu đài xa xa phía trước. Chúa tể yêu tinh. Cảnh phim chuyển đến tòa lâu đài của chúa tể yêu tinh. Bên ngoài cổng vào lâu đài, hai con yêu tinh tay cầm giáo nhọn canh gác. Phát hiện có nhân loại đang di chuyển về phía mình. Cả hai con yêu tinh tay cầm chắc vũ khí, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Cha Jin hiếu cười lạnh. Hắn đem đám linh hồn yêu tinh thu thập được thả ra. Trong nháy mắt, hai con yêu tinh canh gác chết không kịp ngáp phát hiện có kẻ địch xâm nhập, đám yêu tinh đứng trên tường thành hò hét báo động. 30 hồn binh yêu tinh, tụi yêu tinh không có cửa với mình. Bên cạnh đó, kiếp này mình sẽ không ngồi yên đâu. Cha Jin hiếu cười lạnh, đem ta đến chỗ chúa tể của các ngươi, đám cặn bã. Âm thanh chiến đấu bên trên vọng xuống khiến cả mật đạo rung lắc, chúa tể yêu tinh lẩm bẩm, có kẻ đột nhập. Hắn ta hối thúc đám yêu tinh đứng bên cạnh, chuẩn bị lễ vật nhanh lên. Phía bên ngoài, cha Jin hiếu một đường giết chóc, hắn đi qua đến đâu, yêu tinh thân thể đứt đoạn ngã xuống tới đó. Chức nghiệp ẩn ngon phết. Khi tức này, nó ở gần đây, căn phòng mà chúa tể yêu tinh ở là. Màn hình giao tiếp hiện bảng thông báo, vạn quỷ chi thượng đang ủng hộ bạn bằng gậy ánh sáng. Ta không cần một ông già lắm lông chân cổ vũ đâu. Cha Jin hiếu kiêu ngạo nói, dù gì thì kiểu gì ta trả thắng. Trong mật thất, chúa tể yêu tinh dùng dao đâm vào tim của tế phẩm để cho tinh huyết chảy vào huyết trì. Ông ta liên tục hối thúc, thêm nữa, thêm nữa đến khi họ hài lòng thì vẫn chưa đủ vinh quang cho quan tử quỷ bỏ ra bỏ ta ra ta nói là nghe tiếng gào thét chúa tể yêu tinh ồ lên ồ vật tế tiếp theo đây à ừ đó là một đốc ca bi gã chúa tể yêu tinh khá là kích động khi phát hiện trong đám tế phẩm lại xuất hiện đốc ca bi hô 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 chúng ta có gì ở đây đây ngươi sẽ là một vật tế tốt hơn đám con người kia nhiều đột nhiên một đạo kiếm quang phóng đến giải cứu đốc ca bi khỏi tay chúa tể yêu tinh là ngươi kẻ đột nhập. Cha Jin Hiúc lạnh nhạt lên tiếng, chúng ta có gì ở đây nào? Hiến tế à? Triệu hồi à? Cha, dù có là gì cũng đếch liên quan, vì ngươi kiểu gì cũng thất bại thôi. Ngươi, chúa tể yêu tinh bị cha Jin Hiúc làm cho tức nghẹn, nói không nên lời. Mãi gã ta mới gầm lên được một câu, tên đột nhập đáng chết. Chắc hẳn ngươi là chúa tể yêu tinh, nhìn ngươi đúng thật là tên đầu sỏ cặn bã đấy. Chúa tể yêu tinh phẫn nộ gầm lên, ta là can lừng, vua của yêu tinh, thể hiện sự tôn trọng đi, nhân loại. Cha Jin hiếu cao ngạo nhìn gã chúa tể yêu tinh, quái tầng một thôi mà quá kiêu ngạo rồi đấy, làm cho tao sợ đi. Cô nàng Đốc Gabi nghĩ bụng, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ mà chúa tể yêu tinh đang bị phân tâm bởi tên nhân loại đó. Đây là cơ hội của mình. Ngươi dám chạy à, lễ vật. Quan tử quỷ, hãy cho ta sức mạnh. Quan tử quỷ, cha Jin hiếu sững người, hắn dường như phát giác điều gì đó. Thi thương, gã chúa tể yêu tinh phất tay đánh về phía trước hai mũi độc thứ xé gió bay về phía đốc kabi đang chạy trốn thiếu nữ đốc cabi bất ngờ bị vấp không kịp né tránh hai mũi độc thứ đâm xuống mình không thể chết ở đây ngay khi tính mạng thiếu nữ đốc cabi như chỉ mảnh treo chuông cha jin hiếu như cơn gió phóng xuống tùy tiện phất tay cha jin hiếu đem hai mũi độc thứ đánh nát cái gì hắn ta đơn giản phá nát đòn tấn công của ta à thiếu nữ đốc cabi lý nhí lên tiếng cảm ơn không có gì đi đi. Khoan từ từ. Cặp sừng. Cô là Dokkabi à? Cha Jin hiếu thầm nghi hoặc kabi là những sinh vật quyền năng sống ở tầng 100. Chả có lý do gì mà họ lại xuống tầng này cả. Thậm chí thiếu nữ này còn chưa trưởng thành nữa. Có chuyện xảy ra ở tầng 100 rồi ư. Mình nên cứu cô ta để lấy chút thông tin sau vậy. Bị phá hỏng chuyện tốt gã chúa tể yêu tinh điên tiết gầm lên sao ngươi dám can thiệp khi ta đang dâng vật tế cho họ. Mặc kệ gã chúa tể yêu tinh Chan Jin Hiếu lạnh nhạt nhắc nhở thiếu nữ đốc Kaby, muốn sống thì trốn ở đâu đó đi. Tôi không cứu cô lần nữa đâu. À, được. Sao ngươi không thử chặn đòn này ta xem? Nếu đó là xác mới thì sức mạnh gấp đôi đấy. Thi bộc, thân hình mấy con yêu tinh trương phồng lên như cái trống, nổ tựa như bom. Cha Jin Hiếu thân thể chẳng chút tổn thương lao nhanh về phía gã chúa tể yêu tinh. Chậm quá đấy. Ngươi kiểm soát mana chán quá đấy. Trong khi nói chuyện, hắn một quyền thẳng mặt gã chúa tể yêu tinh mà đánh làm sao mà làm sao người leo tháp tầng một lại mạnh như thế được? ngươi làm gì thế? ta mới bắt đầu thôi mà. Cha Jin Hiếu lần nữa lao về phía gã chúa tể yêu tinh. Quan tử quỷ nhận lấy tôi. Ngay khi Cha Jin Hiếu phóng tới, huyết chỉ sau lưng gã chúa tể yêu tinh xuất hiện dị động. Huyết chỉ ngưng tụ thành một cái quái nhân quỷ dị giơ tay tấn công Cha Jin Hiếu. Nhìn thứ ngăn cản mình tấn công tên chúa tể yêu tinh, Cha Jin Hiếu tỏ ra nghi ngờ. Đó là huyết golem. Sao tên khốn này triệu hồi được quái vật cấp cao như này? Huyết Golem cầm tay Cha Jin Hiếu nện thẳng xuống nền đá bên dưới. Ha! Ha ha! Ngươi thích không? Thấy không? Đây là... Chiêu hồn thuật mạnh nhất của ta. Chiêu hồn thuật. Ngươi có biết là... Ngươi đang nói chuyện với ai không? Để tao cho mày biết. Chiêu hồn thuật là gì? Trong khi nói chuyện, Cha Jin Hiếu triệu hoán đám hồn binh nhằm phía huyết Golem lao đến. Đám hồn binh bu vào cơ thể huyết Golem chui vào bên trong cơ thể khổng lồ mà cắn xé không đến mấy giây hồn binh của cha Jin hiếu đem huyết golem diệt sát a à, chúa tể yêu tinh sắc mặt cực độ khó coi nó hạ gục huyết golem của mình chỉ trong nháy mắt cha Jin hiếu lạnh giọng kể cả ngươi có là chúa tể đi nữa thì huyết golem cũng là thứ mà yêu tinh không thể tạo ra được đó là thứ mà ngươi làm đúng không quan tử quỷ hay đó quan tử quỷ gật đầu trong im lặng vạn quỷ chi thượng trao cho ai đó ánh mắt khó chịu khi ngươi tò mò về sức mạnh của ta như một hồn sư ngươi triệu hồi huyết golem khi ngươi thấy ta đang đánh với một tín đồ của ngươi và ngươi chỉ là một thứ đồ chơi cho ta thôi ngươi cạn mana rồi phải không buôn buộc phải triệu hồi golem nó không giúp được gì đâu chúa tể yêu tinh tức giận gầm lên không thể nào ngài ấy sẽ tìm tới ngươi ngài ấy sẽ báo thủ nếu ta chết cha diên hữu không chút quan tâm đến lời dọa dẫm bằng mùng của chúa tể yêu tinh làm ơn chắc chắn thế nhé ta có nhiều điều để nói với hắn đấy thả ta ra ta là vua của các ngươi quên rồi à chúa tể yêu tinh vùng vẫy trong bất lực hắn bị mấy cái hồn binh giữ chặt cơ thể quan tử quỷ đây kết cục của tên khốn như ngươi đó đây là lỗi của ngươi khi thách thức ta đừng kêu ca gì đấy trên hết ta phải khiến ngươi trả giá khi dám thách thức quyền năng của ta cửa sổ giao tiếp hiện ra một bảng thông báo quan tử quỷ cười to nói rằng anh ta thích điều đó cha jin hiếu bàn tay nắm lại một tiếng hét thảm vang lên rồi im bặt này chết chưa linh hồn chúa tể yêu tinh thoát ly khỏi cơ thể gã ta đây là chuẩn bị bỏ trốn tìm một cái thân xác khác kỳ sinh khoan ngươi định đi đâu xin lỗi nhé nhưng ngươi vẫn còn việc phải làm đấy cha jin hữu hai tay chộp lấy linh hồn của tên chúa tể yêu tinh tạo hồn cầu một kỹ năng cơ bản của tử linh sư kỹ năng cho phép người dùng thu thập hồn và tạo ra thuốc có thể sử dụng rồi cảm ơn vì bữa ăn nhé sau khi xử lý sơ cha jin hữu đem linh hồn tên chúa tể yêu tinh bỏ vào miệng không ngon như mình nghĩ nhỉ nay chả có ý nghĩa gì một khi mình hoàn thành tầng 50. sau khi cắn nuốt linh hồn tên chúa tể yêu tinh màn hình giao tiếp hiện bảng thông báo chỉ số trên cơ thể cha jin hiếu sức mạnh thủ trí tuệ đều được cộng thêm một điểm cha jin hiếu mắt nhìn về phía trước thiếu nữ đốc kabi bước đến mắt cảm kích nhìn cha jin hiếu cảm ơn vì cứu tôi nhé tên tôi là hariu cha jin hiếu trấn an đừng lo tôi ở đây chỉ để hạ gục chúa tể yêu tinh thôi à nhưng vẫn phải cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Thế cô định làm gì nếu tôi cũng là kẻ xấu? Tôi có thể giết hoặc bán một đốc cabi như cô đấy. Thiếu nữ đốc cabi giọng lạnh xuống, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ xử lý anh. Khi nói tới trả ơn hoặc báo thù, thì họ nhất định sẽ phải làm điều đó. Cha Jin Hiếu khẽ cười nhạt, ha, đúng là đốc cabi. Hãy trả lời câu hỏi này giúp tôi nhé, tại sao một người đáng lẽ ở tầng 100 như cô lại ở đây? À thì. Sau khi nghe thiếu nữ đốc cabi thuật lại, Cha Jin Hyuk nhịn không được thốt lên. Có kẻ đã tấn công làng Đốc Kabi ở tầng 100. Đốc Kabi, sinh vật cực mạnh trong tòa tháp này. Thậm chí những người leo tháp cũng không dễ dàng động tới họ. Đừng nói là, đó là một trong tứ đại thể. Theo trí nhớ kiếp trước của cha Jin Hyuk, tứ đại thể bao gồm bốn tộc. Sức mạnh khổng lồ, tộc người khổng lồ, tinh túy của phép thuật, tộc rồng. Bậc thầy quỷ năng, tộc quỷ, đôi cánh thanh trừng, thần tộc. Tứ đại thể này kiểm soát mọi thứ trong tòa tháp. Cha Jin Hyuk suy đoán, hẳn là phải một trong tứ đại thể này mới có thể coi thường Doc Gabi tới vậy. Hoặc chí ít thì cũng phải là cá thể nào được bọn họ trợ giúp. Hoặc là cửu tinh, nó có thể là ai đó có mối quan hệ với hội này. Nghĩ đến cửu tinh, cha Jin Hyuk hận ý tăng cao, nghiến răng nghiến lợi giết lên, bọn khốn đó. Haru quan tâm hỏi, ừm, um, anh ổn chứ? Không, tôi rời đi đây. Anh đi. Đi đâu? Cha Jin Hyuk nhàn nhạt, nhạt nói, cô có định ở chỗ mà được bao bọc bởi máu tanh như này không? Hariu lấy hết dũng khí nói, nếu được thì, tôi, muốn được đi cùng với anh. Dokkabi, mặc dù cô ta còn trẻ, nhưng cũng không tệ khi có cô ta trong đội. Cha Jin hiếu lạnh nhạt, tôi sẽ không rảnh mà bảo vệ cô như này đâu đấy. Hariu mỉm cười, tôi tự lo được mà. Cô vừa mới suýt bị giết bởi cô bâu xong đó. Hariu ngượng chín mặt giải thích, đó là do tôi không phòng bị. Rồi, cô có thể đi với tôi. Cha Jin Hiếu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, nghĩ, mình nghĩ là mình cần vài bộ đồ mới. Sẽ rắc rối nếu mình thu hút sự chú ý với bộ quần áo đẫm máu này. Chợt, trên người chúa tể yêu tinh hiện lên ký hiệu đồ vật khiến Cha Jin Hiếu chú ý. Vật phẩm trang bị Cha Jin Hiếu thừa được một cái áo choàng trông cũng ngầu lòi khoác lên người. Hỏa thần xuất hiện cùng đám hồn binh, thông báo với Cha Jin Hiếu, đã xong, không còn cô bầu nào nữa trong lâu đài. Được rồi, tốt lắm, hỏa thần. Hariu Hiếu kỳ hỏi ai vậy? Hỏa thần hướng Cha Jin Hiếu nói, người trẻ tuổi này là ai? Đừng bảo là thấy được ta đó. Hariu gật đầu, vâng. Một vài đốc kabi có ái lực cao với các linh hồn. Cha Jin Hiếu cười thầm, ô hô. Vậy cô đang nói cho ta biết cô là cá thể đặc biệt đốc ca à? Mình có nên dùng hám thực để hấp thụ sức mạnh của cô ta không? Không, chưa phải lúc. Sẽ dễ hơn nếu giữ cô ta lại bên mình và huấn luyện cô ta. Hariu nào biết bản thân suýt nữa đã thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho gã thanh niên phía sau chợt màn hình giao tiếp hiện ra một cái thông báo nhiệm vụ làn sóng quái vật hạ gục chúa tể quái vật gây ra làn sóng quái vật cảnh báo chấp nhận nhiệm vụ sẽ vô hiệu hóa tất cả vùng an toàn ở tầng 1. bạn có quyền lựa chọn nhận hoặc không cha jin hiếu nở nụ cười khoái chí bingo làn sóng quái vật Haru biểu tình khiếp sợ đừng bảo là anh định chấp nhận nhé nếu tôi không làm thì chả có cách nào để hạ con chúa tể ở đây đâu màn hình giao tiếp liên tiếp hiện ra bảng thông báo của đám quỷ thần bày tỏ sự lo lắng với độ liều lĩnh của cha jin hiếu riêng chỉ có quan tử quỷ là hào phóng hứa hẹn sẽ cho hắn một phần quà nếu xếp hạng đóng góp của hắn là cao nhất cha jin hiếu tựa như ngôi sao mới nổi vây mặt lên nói được rồi tôi sẽ ra quyết định sau khi thấy phần thưởng hỏa thần không nhịn được lên tiếng ta không thể tin ngươi ngươi thật sự muốn chết ư ta biết ông muốn ta chết để ông tự do mà nhưng cha jin hiếu tự tin tuyên bố không ông vẫn sẽ là người hầu của ta kể cả sau khi ta chết hỏa thân chắn ghét vẻ mặt của hắn gào lên đừng nhờ nữa ghê quá đấy cha jin hi đưa tay lên màn hình thông báo nhấn nút tiếp nhận nhiệm vụ cùng lúc này một bảng cảnh báo hiện lên thông báo với tất cả người đang hiện diện trong tầng 1, sóng quái vật xuất hiện ai đó đã chấp nhận nhiệm vụ sóng quái vật cô bâu sẽ bắt đầu tấn công cổng vào làng một lúc sau tất cả vùng an toàn ở tầng 1 sẽ bị vô hiệu hóa vùng an toàn trong làng coron tiếng mọi người mắng chửi vang lên chết tiệt cái gì đây? Làn sóng quái vật. Tên khốn nào chấp nhận thế hả? Bà nội hắn, nếu làn sóng mà tới đây là mọi người chết chắc. Trong đám người hỗn loạn, một người bình tĩnh hô lớn nhắc nhở người xung quanh, nếu mọi người làm nhiệm vụ xong, nhanh lên chuyển tới tầng 2 đi. Một khi làn sóng xuất hiện là có muốn cũng không đi được đâu. Một người tham gia thí luyện bám víu anh ta. Tôi vẫn còn 3 nhiệm vụ, cứu tôi." Người kia bực bội gầm lên, "Bỏ ra. Trong cái tình thế này bảo vệ mạng sống của bản thân là quan trọng nhất, hắn còn quan tâm được đến sống chết của ai?" ngay lúc này một cái thông đạo xuất hiện giữa không trung một con yêu tinh mặt mũi hung ác từ bên trong thông đạo chui ra sau đó hàng ngàn hàng vạn con yêu tinh chui ra từ bên trong thông đạo bọn chúng đánh hơi được mùi nhân loại từ bên trong ngôi làng như lũ sói đói ẩm ẩm lao tới nhìn tình cảnh trước mắt người tham gia thí luyện mặt cắt không còn miếng máu muộn quá rồi nó bắt đầu rồi bọn nó đông quá tránh ra đi kèm với tiếng quát lớn là một cột sáng từ thiên không phủ xuống chắn giữa người trong vùng an toàn với đám yêu tinh Cha Jin Hiếu vừa xuất hiện đã rất bố đời tuyên bố, nếu có ai động vào dù chỉ một con, ta sẽ tàn sát hết các người. Ba người bọn hắn, nói chính xác hơn là một người, một hồn và một đốc ca bi đã chuẩn bị sẵn sàng ăn chọn làn sóng yêu tinh, quyết không cho người khác có cơ hội kiếm chút cơm thừa canh cạn. Nhìn ba người kia liều lĩnh bước về phía làn sóng yêu tinh. Ai đó hảo tâm nhắc nhở, nguy hiểm, các cậu không thấy đám cô bâu trước mặt sao. Cha Jin Hiếu không phải kẻ chán sống, hắn lập tức phát động chén triệu hồi đem đám hồn binh thả ra. Trong đám người phía sau, một người khiếp sợ hô lên, một. Một chiêu hồn sư, nhưng đây mới là tầng một mà, làm sao hắn lại có cấp A à chứ? Làn sóng yêu tinh vừa xông lên đã bị đội quân hồn binh của cha Jin hiếu chặn lại. Hai bên vừa giáp mặt đã lao vào nhau cắn xé, đánh loạn cả lên. Hariu nhìn cha Jin hiếu hỏi ý, tôi cũng có thể, giết chúng không? Cha Jin hiếu không có từ chối, tốt hơn hết là cô nên nhanh lên tôi không nghĩ hồn binh sẽ để phần cho cô đâu đừng lo hariu mỉm cười tôi có cách mà trong khi nói chuyện hariu ngưng tụ tinh thần đem một cái khe hở không gian mở ra cha jin Hiuk mắt lóe lên túi không gian hariu từ bên trong túi không gian rút ra một thanh trường kiếm mang theo khí tức cổ xưa cầm ở trong tay một con yêu tinh gần đó chú ý tới động tĩnh của hariu nó hùng hùng hổ hổ nhào về phía hariu chắc là ý đồ muốn ăn thịt muối mít hariu ánh mắt lạnh lùng Kiếm trong tay xoẹt ngang, đơn giản đem cơ thể con yêu tinh phân làm hai đoạn, huyết thủy văng tung tóe. Cha Jin hiếu mắt nhìn về phía Haru, thanh kiếm đó, nó chắc chắn không tầm thường. Và một đốc kabi trẻ tuổi lại có thể dễ dàng kiểm soát nó. Mục tiêu của những kẻ xâm lược ngôi làng đốc Gabi, có lẽ chính là cô ta. Từ trong đám người phía sau, vang lên giọng nói, này thằng kia. Một tên trẻ tuổi đi cùng hai tên đồng bọn bước ra chất vấn, mày là ai mà lại đòi kiểm soát làn sóng quái vật đó hả? Cha Jin Hiếu không có trả lời, hỏi vặn lại, còn ngươi là ai? Dường như chỉ chờ có thể, tên cầm đầu cao ngạo giới thiệu, tao là Kim Seung Tê. Mày nghe về hội nhạn trắng chưa? Cha Jin Hiếu mặt đần thối ra, nhạn trắng. Kim Seung Tê nghi hoặc, mày không biết hả? Gã buộc phải tận tình giải thích. Hội thánh địa của hai anh em peo trong cửu tinh đó. Thì hội nhạn trắng là bang hội phụ của họ. Vừa nghe nhắc đến đôi cầu nam nữ đáng hận, cha Jin Hiếu chừng mắt quát, ngươi vừa nói cái đích gì? Anh em nhà Pelon á, Kim Seung Tae vẫn chưa biết nguy hiểm sắp ập tới, tự đắc khoe ra thế, anh trai tao thuộc nhạn chẳng đấy. Bọn tao cũng gia nhập nữa, có lần bọn tao còn lên tận tầng 10 đấy. Tao thấy mày có kỹ năng khá là tốt, nếu mày nói chuyện với anh trai tao thì tao có thể để mày. Cha Jin hiếu phun ra một câu, xin lỗi, nhưng éo nhé. Đồng thời đem một tên hồn binh xuất hiện sau lưng tên hống hách kia. Hồn binh kẹp chặt cổ Kim Seung Tae nhấc lên. Cha Jin hiếu tiện tay mượn thanh gươm của đối phương rút ra. Đúng lúc lắm, ta cần một chút thông tin về anh em nhà Pellon. Kẻ thanh gươm lên cổ Kim Seung Tae, Cha Jin Hiếu buông lại một câu, xử lý xong làn sóng yêu tinh, ta có vài câu hỏi với ngươi. Ngươi có quyền không nói, nhưng kẻ im lặng thì chỉ có là người chết. Thấy Kim Seung De bị người chế trụ, hai gã đồng bọn của hắn lớn tiếng quát: sao ngươi lại cản đường bọn ta khi bọn ta chỉ là người cùng leo tháp chứ? Ngươi đang đe dọa người khác chỉ vì ngươi mạnh hơn hả? Sao ngươi có thể làm thế chứ? Cha Jin Hiếu điềm nhiên mở miệng: tại sao không? không phải rõ ràng quá rồi sao hắn thẳng mặt mà nói các ngươi không thể đánh người khác các ngươi không thể giết người khác các ngươi không thể trộm đồ người khác những thứ này đều rõ ràng cả rồi trong tòa tháp thí luyện này thực lực phi tôn nắm đấm của ai mạnh kẻ đó có quyền lên tiếng cảm thấy phí phạm thời gian cha jin hí úc lệnh cho gã hồn binh thả gã kia ra nghe cho rõ đây mày may đấy tao chỉ tha cho mày vì tao cần thông tin thôi thay vì nói nhảm và khiến tao muốn giết mày thì né xa tao ra nhìn thấy cha Jin hí rời đi, hai thằng bạn Kim Seung Dae chạy đến, bắt đầu mõm, cậu định làm gì? Cậu không định trả thù hắn à? Kim Seung Tae phun ra một chữ, chạy. Thằng bạn còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm. Kim Seung Tae thật muốn gõ chết tên đồng bọn có lỗ tai làm cảnh, mặt không có chút máu hết lớn, tao nói, là chạy. Chúng ta có thể chết nếu bị tên khốn đó bắt lại đấy. Phía trước, cuộc chiến này lửa giữa hồn binh và làn sóng yêu tinh vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt. Bất chợt, một tên yêu tinh đưa tay chỉ lên trời thông báo cho đồng loại. Lúc này, cha Jin hiếu cùng hỏa thần đang từ trên cao lao xuống. Cả hai từ trên không phóng xuống, một đạo kình khí cực mạnh đem đám yêu tinh xung quanh đánh văng ra xa. Nhìn đám yêu tinh súng tới bao vây, cha Jin hiếu không nhịn được mắng, đồng vãi nhọ. Cha Jin hiếu không chút sợ hãi, đứng dựa lưng vào hỏa thần, bình tĩnh phân chia kế hoạch, ta sẽ đánh trực diện còn ngươi thì kiểm soát phía sau đó, hỏa thần. Hỏa thần phun ra một câu, ngươi hống hách thật đấy, Cha Diên Hiếu cùng hỏa thần cùng lúc sử dụng thuật triệu hồi vong linh, đem đám quân đoàn cốt binh triệu hóa. Sau trận đánh trong pháo đài yêu tinh, số lượng cốt binh cả hai nắm giữ đã nhiều đến dọa người. Một con cốt binh vừa xuất hiện đã chơi trò mất dạy lao đến túm chặt chân con yêu tinh đứng trước mắt, đem nó chế trụ. Mấy con cốt binh khác phối hợp ăn ý, há miệng lớn đem từng khối huyết nhục trên người yêu tinh cắn xé. Cha Diên Hiếu phân phó việc cho hỏa thần biến bất cứ thứ gì ông giết thành cốt binh nhá. Hỏa thần lười biếng nói không cần phải nói vậy thì chơi thôi nào cha jin hiếu chân điểm mạnh xuống đất mượn lực một thân một mình xông về phía bảy yêu tinh nơi mà hắn đáp xuống gây nên một làn sóng xung kích mạnh mẽ đem một đám lớn yêu tinh ở phụ cận diệt sát cha jin hiếu cầm trong tay thanh trường kiếm chỗ mà hắn lướt qua lại có thi thể yêu tinh bị giết gục xuống hariu cũng không chịu thua kém thanh gươm sắc bén trong tay nàng ta như tử thần đoạt mạng đám yêu tinh ở phụ cận biết sự lợi hại của hariu đám yêu tinh biết khôn bọn chúng liên thủ lao đến chứ không có ngu ngốc mà tấn công đơn lẻ Haru thở ra từng hơi mệt nhọc, "Chúng, có nhiều quá." Một con yêu tinh gian xảo bất ngờ tập kích từ phía sau, để lại trên lưng Haru một vết thương sâu đến tận xương. Haru mày khẽ nhíu, răng nghiến chặt không rên lên một tiếng. "Chuyện này, so với nỗi đau mà mình từng nếm trải khi ngôi làng của mình bị thiêu rụi, thì chẳng là gì cả." Nàng ta càng thêm điên cuồng, kiếm liên tục vung lên hạ xuống người đám yêu tinh. Chẳng biết chén giết qua bao lâu thời gian, Haru hai chân đứng không vững ngã khuỵu xuống nàng ta thở ra từng hơi đứt quãng bản thân đã đến giới hạn rồi tiếng đám yêu tinh gào lên thảm thiết rồi im bặt phía sau khiến hariu chú ý ấn tượng thật anh ta chỉ là một người leo tháp tầng một làm sao mà một con người lại mạnh đến vậy được trong lòng hariu nổi lên một cái quyết tâm mình cần phải đi theo người đó và leo tháp nếu vậy mình sẽ có thể trả thù cho làng ngay lúc này một con yêu tinh bất ngờ lao tới tập kích hariu từ phía sau trong lúc hariu còn chưa kịp làm ra phản ứng một đạo lôi điện phóng tới đánh nát đầu con yêu tinh. Hỏa thần bước tới, ổn không, đứa trẻ đọc ca bi. Hariu gắng gượng bám chặt thanh kiếm, tôi có thể tự mình làm được. Hành động của Hariu làm hỏa thần chú ý, cô gái trẻ này kiên cường thật, cô ta đã trải qua những chuyện gì vậy? Hariu bất ngờ hỏi, sao ông lại giúp tôi? Cái gì? Hariu gắng đứng lên nói, khi tôi trốn chạy từ tầng 100, không có ai giúp tôi cả. Chỉ cần không ai làm hại đến tôi cũng khiến tôi vui rồi nàng ta ánh mắt cảnh giác nhìn hỏa thần ông đang giúp tôi vì muốn gì đó sao hỏa thần lắc đầu ta không biết linh hồn chiến binh luôn phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân linh hồn tất cả chỉ có vậy vậy thì hariu nói còn chưa hết câu hỏa thần hiểu ý giải thích cha jin hiếu. chuyện này là mệnh lệnh của ngài ấy ngài ấy yêu cầu ta phải đảm bảo rằng ngươi không chết và có thể hoàn thành được mục đích giờ ta đi đây nếu không ra sức một chút ngài ấy sẽ lại của trách vì ta không chăm chỉ đấy trong khi nói chuyện hỏa thần xoay người bước về nơi có đám yêu tinh còn sót lại. Hariu tay càng thêm nắm chắc thanh kiếm. Cha hiếu. Trong tòa tháp này, anh là người duy nhất giúp đỡ tôi. Ân huệ này của anh, tôi chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ. Trong tay Hariu xuất hiện một cái mặt nạ quỷ. Sau khi đeo mặt nạ lên mặt, Hariu vốn đã kiệt sức, khi thế trên người bất ngờ bạo tăng. Dị động tỏa ta từ người Hariu khiến hỏa thần chú ý, cô nhóc đó. Đó là, Cha Jin Hiếu cũng chú ý đến sự biến hóa của Hariu. Khi thế tỏa ra từ người Hariu khiến đám yêu tinh gần đó cảm thấy bất an. Hariu mắt lóe lên tia nguy hiểm, thân ảnh nàng ta bất ngờ biến mất tại chỗ. Ngay khi xuất hiện lần nữa, Hariu bất ngờ tập kích một con yêu tinh từ phía sau. Hariu khi đeo mặt nạ lên tựa hồ như cắn thuốc kích thích. Sức chiến đấu bạo tăng, công kích càng thêm sát phạt, đám yêu tinh không con nào chịu nổi một kiếm trong tay nàng. Cha Jin Hyuk đứng nguyên tại chỗ quan sát Hariu chiến đấu cùng đám yêu tinh hay nói đúng hơn là nàng ta đang ngược sát đám yêu tinh. Mình biết mà, kẻ đã tấn công ngôi làng của cô ấy là nhắm đến Hariu và thanh kiếm nó. Tốt hơn là mình nên giữ bí mật chuyện này. Nếu để cô ấy biết nguyên do ngôi làng bị tấn công là vì cô ấy thì. Màn hình giao tiếp hiện lên một bảng thông báo, một phút cho đến khi làn sóng kết thúc. Ba người cha Jin Hiếu vẫn đang miệt mài thu gặt sinh mạng đám yêu tinh. Nhìn con yêu tinh từ trong cổng thông đạo lao ra, hỏa thần hô lớn. Cha Jin Hiếu. Cánh cổng làn sóng quái vật đang thu nhỏ dần. Cha Jin Hiếu nở nụ cười đắc ý, đó hẳn là con cuối cùng rồi. Hắn phóng cây kiếm trong tay về phía trước, chuẩn xác xuyên thủng ngực con yêu tinh xấu số, số vừa mới lao ra còn chưa kịp phát uy với đời. Ngay khi con yêu tinh cuối cùng bị diệt sát, cánh cổng thông đạo làn sóng yêu tinh liền triệt để thu nhỏ lại, tan biến giữa hư không. Thay vào đó là một bảng thông báo lớn hiện ra, làn sóng kết thúc. Chúc mừng bạn đã thành công ngăn chặn làn sóng quái vật. Đương nhiên rồi, Hỏa thân nhìn về phía Cha Jin Hiếu, cảm thán, ngươi thật sự là một con quái vật. Cuối cùng cũng, kết thúc rồi. Haru đã gắng gượng hết nổi, mặt nạ quỷ trên mặt biến mất, cơ thể loạn trọng ngã xuống. Cha Jin Hiếu đem Haru đỡ lại, cô ổn không? Đó không phải là kỹ năng cô nên dùng trong lúc kiệt sức đâu. Haru xấu hổ, ly nhi đáp, cảm ơn anh. Lúc này, hai bảng thông báo xuất hiện trước mắt Cha Jin Hiếu cùng Haru. Chi phục làn sóng yêu tinh. Một phần thưởng đã được trao cho ba người đóng góp hàng đầu. Cha Jin hí úc mỉm cười, hoàn hảo, giờ chúng ta thanh toán thôi nhỉ. Lan sóng yêu tinh kết thúc, cả ba người bọn hắn diệt sát hơn 2.500 con yêu tinh. Phần thưởng sát thủ yêu tinh, tất cả chỉ số cộng 5 điểm, kèm thêm 500 điểm thưởng. Cha Jin hí úc nhìn màn hình thông báo, nghiền ngẫm, mọi chỉ số đều tăng 5 sao. Dù có vẻ không nhiều, nhưng điểm thưởng cũng sẽ được cộng vào chỉ số. Nếu mình lợi dụng bậc thầy toàn năng và hám thực để học kỹ năng thì con số này sẽ còn tăng nữa, thật đáng mong chờ. Với vai trò là người đóng góp nhiều nhất, Cha Jin Hiếu được hạng nhất. Hạng nhì là Hariu. nhi khối phần thưởng hạng ba trong tay, hỏa thần gần người, ta. Sao lại là ta? Cha Jin Hiếu hướng hỏa thần nói, cả ngươi nữa à? Được đấy, đưa cho ta nào. Thôi cũng được, cũng khó mà dùng làm hồn binh được. Hariu bước đến, tự nguyện cầm khối phần thưởng đưa cho Cha Jin Hiếu. Anh lấy thêm cái của tôi đi coi như là tượng trưng cho tương lai của chúng ta. Của cô nữ Á. Cha Jin hiếu lạnh nhạt, xin lỗi nha nhưng tôi đã từng bị phản bội rồi. Tôi cho cô đi theo không có nghĩa là tôi tin cô. Và phần thưởng dành cho hạng 2 thì quá quý giá để tôi có thể nhận mà không nghi ngờ gì. Tôi không muốn lại bị phản bội nữa, chứng minh là tôi có thể tin tưởng cô đi. Không thì cô không cần đi theo tôi nữa đâu. Haru nhất thời im lặng, dường như đang quyết định chuyện gì đó. Đột nhiên, Haru hai mắt nhắm lại, triệu hoán ra một vật hỏa thần hoài nghi lên tiếng cha jin hiếu đó có phải là cầm cả cái này nữa anh có thể cầm luôn mặt nạ đốc cabi của tôi trong khi nói chuyện hariu cầm phần thưởng hạng hai cùng mặt nạ đưa cho cha jin hiếu hỏa thần miệng mồm há hốc khó tin nói ngươi muốn đưa mặt nạ đốc cabi cho một kẻ ngoại tộc á không thể nào hỏa thần biết mặt nạ đốc cabi về cơ bản chính là nguồn sống của một đốc cabi chúng sẽ đưa nó cho tình yêu đích thực của mình khi cầu hôn tại sao cô lại đưa tôi cái này Hariu ánh mắt chân thành nhìn cha Jin Hiếu là để cảm ơn anh đã hai lần cứu mạng tôi và chứng minh rằng tôi sẽ không phản bội anh. Cha Jin Hiếu không che giấu sự nghi ngờ với hành động của Hariu nhưng cái mặt nạ này đáng giá hơn thế nhiều. Ôi cảm thấy cô còn có mục đích khác. Hariu không có che giấu nói ra mục đích thật sự, nàng muốn báo thủ. Báo thủ? Tôi không kể chi tiết cho anh nghe, nhưng làng tôi đã bị đốt trụi. Tôi đã cố tìm kiếm người sống sót nhưng chẳng tìm được ai cả. Tôi có lẽ là đốc Kabi cuối cùng còn sót lại và vì thế tôi phải báo thù cho chủng tộc mình nên làm ơn xin anh hãy cho tôi leo tháp cùng cha jin Hiúc lẩm bẩm báo thù cô ấy giống với mình cha jin hiếu đưa tay nhận lấy khối phần thưởng từ tay Hariu, lạnh lùng để lại một câu cô sẽ chết nếu dám phản bội tôi tôi chẳng quan tâm đến cái mặt nạ này đâu nên đừng nghĩ tôi sẽ vì nó mà tha mạng cho cô hay gì đó Hariu mừng đến ứa nước mắt vội gật đầu được tôi rất mong chờ được đi cùng anh ồ ba? Nghe Hariu gọi mình là Opa, Cha Jin hí dùng mình, toàn thân nổi gai ốc cục cục. Thôi sao cũng được, muốn gọi gì thì cứ gọi. Ma khoái còn cứ giải vờ phải không 500 anh em kênh ngày mới về lốc. Phần thưởng đầu tiên là một chiếc nhẫn mana, mana cộng 5 điểm, giúp giảm lượng mana tiêu thụ của chủ nhân 10%. Phần thưởng thứ hai là khuyên tai mana, mana cộng 5, cũng có công hiệu giúp chủ sở hữu giảm lượng mana tiêu thụ 15%. Vật phẩm thưởng thứ ba là vòng cổ mana, điểm mana cộng 5, Giảm lượng mana tiêu thụ 20% Hỏa thân khá hài lòng với mấy vật phẩm thưởng Đồ tốt đấy Haryu hiếu kỳ Hả? Bộ tốt lắm sao? Chỉ là mana thôi mà Hỏa thân không keo kiệt giải thích Rất phù hợp với châu hồn sư cần mana để duy trì đội quân Cậu ta có thể tăng chất lượng và số lượng vật triệu hồi lên 45% Ê! Định im lặng đến bao giờ hả? Cha Jin hiếu úc hướng bảng thông tin giao tiếp nói với ai đó Bun! Bộ tưởng ta quên lời hứa sẽ thưởng cho ta của ngươi rồi sao? bảng thông tin hiện lên mấy dòng chữ quan tử quỷ bảo ngươi đi chỗ khác chơi đi sau khi vào trong thị trấn ba người ghé vào một quán rượu hỏa thân buồn chán lên tiếng thị trấn này vắng tanh cha diên hiếu suy đoán chắc họ sơ tán lên tầng hai hay vào rừng để tránh làn sóng quái vật rồi đủ chưa nhà phân thưởng ra ngay màn hình thông báo hiện lên quan tử quỷ bảo ngươi đừng có hối thúc ngài đột nhiên một cột sáng phóng xuống trước mắt cha diên hiếu nhẫn sao hôm nay mình may phết đấy để xem nào quan sát chiếc nhẫn phần thưởng của quan tử quỷ. Cha Jin hiếu kinh ngạc thốt lên, chờ đã. Đây là. Hỏa thần không nhịn được, bực bội nói, là gì hả, cái thằng này. Gì thế, ổ ba. Cái nhẫn này, có ma lực. Nghe được lời cha Jin hiếu vừa nói, hỏa thần cũng là khiếp sợ hô lên, ma lực. Thật sao, cha Jin hiếu. Ma lực chính là tinh hoa của ác quỷ, một nguồn năng lượng được xem là mana cấp cao. Nhẫn trong tay cha Jin hiếu được gọi là hắc ám nhẫn, xếp hạng không rõ. Khi đeo nhẫn có thể dùng ma lực, dù vẫn có giới hạn. Điểm ma lực cộng 10, có thể nâng cấp bằng danh hiệu hoặc vật phẩm. Thường thì để có được ma lực, bạn phải trở thành nô lệ của ác quỷ để có được từng chút ma lực một. Nhưng sự khác biệt của từng chút và không có gì đã là rất lớn rồi. Cửa sổ số liệu hiện giờ của Cha Jin Hiếu. Chức nghiệp: Tử linh sư. Chức nghiệp phụ: Bậc thầy toàn năng. Loại thể chất mana. Sức mạnh 26, máu 24, nhanh nhẹn 25, mana 51, phòng thủ 21, ma lực 10 màn hình giao tiếp hiện ra thông báo quan tử quỷ muốn bắt tay với ngươi cha jin Hiếu khẽ gật đầu được rồi ta tha thứ cho ngươi đó vật phẩm này được lắm hỏa thần nhìn cha jin hữu nói có vẻ như ngươi sẵn sàng leo tháp rồi tuyệt quá ồ ba bị cha jin Hiếu ngó lơ màn hình hiện lên thông báo vạn quỷ chi thượng đang ghen tị muốn chết vạn quỷ chi thượng đang tức giận vạn quỷ chi thượng muốn bắt tay với bạn vạn quỷ chi thượng giơ tay ra vẫy vẫy cha Jin Hiếu không phải kẻ dễ dãi, hắn nhìn bôn nói, vô công bất thụ lộc, muốn bắt tay thì đưa quả đây. Không có quả mà đòi nắm tay thì có cái cục cướp nhá. Hỏa thân lắc đầu, ngươi đang muốn đùa dưỡng với ác quỷ đấy hả? Đúng là điên mà. Vạn quỷ chi thượng cũng bất lực trước thái độ của cha Jin Hiếu hắn đành phải lục lọi tủ quần áo. Ngăn kéo, gầm giường, chẳng muốn tốn thời gian, cha Jin Hiếu bảo tên kia dừng lại, hắn tìm kiểu đấy chắc mãn mùa cũng không có món nào giá trị. Vạn quỷ chi thượng đang suy nghĩ, màn hình giao tiếp xuất hiện thông báo vạn quỷ chi thượng nói ngài sẽ tạo một nhiệm vụ cha jin hí húc giữ người hả à? nhiệm vụ á ngươi đùa đấy à một nhiệm vụ từ quỷ ngon lắm nghe lời hỏa thần vừa nói cha jin hí gật đầu hắn cũng bị bôn làm cho bất ngờ được rồi ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi vạn quỷ chi thượng lầm bầm đó không phải ý định của ta cha jin hí lạnh nhạt không thích thì thôi vạn quỷ chi thượng lắc đầu đã quá trễ để thay đổi quyết định rồi Màn hình thông báo hiện lên, nhiệm vụ của Bôn, vạn quỷ tri thượng, Bôn giao cho bạn một nhiệm vụ. Yêu cầu nhiệm vụ, nổi tiếng mọi nơi trong tòa tháp trước khi leo đến tầng 100. Hình phạt thất bại, phải bắt đầu luyện tập dưới danh nghĩa tín đồ của Bôn. Phần thưởng thành công, Bôn sẽ cung cấp bất cứ công thức nào bạn muốn. Phi ký kết, bắt tay với Bôn. Cha Jin hữu cười thầm, công thức bất cứ thứ gì à? Với công thức của quỷ, không còn gì là bất khả thi nữa. Điều kiện nhiệm vụ có hơi khắc nghiệt, nếu thất bại, mình sẽ trở thành tông đồ của hắn. Không kể cả vậy mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được rồi Bon, ta chấp nhận nhiệm vụ của ngươi trong khi nói chuyện cha jin hi đưa tay ra phía trước vạn quỷ chi thượng mỉm cười bắt tay bạn anh định làm gì đây anh định đến tầng 2 sao cha jin hi lắc đầu không tên khốn kim seung tê chúng ta sẽ bắt hắn và moi thông tin từ hắn ra đó là lý do tại sao hỏa thần ta cần ngươi bắt hắn hỏa thần nghi hoặc ngươi biết hắn ở đâu à Cha Jin Hiuk giải thích, ta đã để một hồn binh bám theo hắn. Mặc dù hắn ở xa đây, nhưng ta chắc rằng hắn vẫn ở tầng một. Ngon thế, ngươi nên dạy ta trò đó chứ. Ta đi đây. Hỏa thần vừa rời đi, Cha Jin Hiuk nhìn Haru, sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ? Vâng. Cái mặt nạ này, tôi muốn cô kể tôi nghe về nó. Trên đường di chuyển, Haru vừa đi vừa nói những chuyện liên quan đến chiếc mặt nạ. Ngắn gọn lại, cái mặt nạ này, cho phép người dùng sử dụng năng lực của Dokkabi. Cha Jin Hiuk nghi hoặc, không phải năng lực của Dokkabi là quyến rũ và siêu nhiên à? Đúng vậy. Hariu gật đầu nói, với tôi, tôi có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên và sử dụng khả năng thấu thị để thấy được tương lai. Thấu thị? Hơi xui nhỉ. Nếu cô có thể phát huy được năng lực ấy, nó đã giúp ích trong các trận chiến rồi. Hariu mắt liếc nhìn cha Jin Hiếu. Sao lại nhìn tôi như thế? Hariu lắc đầu, không có gì, tôi chỉ nghĩ anh hơi kỳ lạ những người ở bên ngoài đã tìm mọi cách để chúng tôi có thể sử dụng năng lực này. Họ đều cầu xin trưởng lão để nhìn được tương lai. Hầu hết đều lo lắng những thứ xảy ra trong tương lai và tìm mọi cách để trốn tránh định mệnh của mình. Hùng, cần thiết phải trốn tránh nó sao? Nếu có thứ gì phải lo nghĩ, chỉ cần đập bể nó là được mà. Nghe được lời này, Hariu cười nói, may thật, tôi nghĩ năng lực của tôi sẽ rất phù hợp với anh đấy. Năng lực của tôi là thấu thị chiến trường, là một năng lực chuyên dụng cho chiến đấu. Thế nào? Hữu dụng chứ? Cha Jin Hiếu bất ngờ ôm chầm lấy Hariu. Hariu mặt đỏ tới mang tai còn chưa kịp phản ứng, cha Jin Hiếu đã nói bên tai cô, hoàn hảo. Thật tốt khi là cô. Không, cô là nhất. Kiếm tinh, cung tinh, đại tặc, thương thần. Khi tới lúc phải chiến đấu với cửu tinh, mình sẽ có cơ hội chiến thắng. Hariu bị cha Jin Hiếu ôm chặt không nói được tiếng nào. Cảm ơn. Cha Jin Hiếu chỉ buông Hariu ra khi thấy màn hình giao tiếp thông báo, vạn quỷ chi thượng đã chụp hình, cao chín đuôi đã liếm môi. Hắn bực bội quát lớn, bôn, đồ bám đuôi, cút ra khỏi đây. Xin lỗi, tôi chỉ, không chờ cha Jin Hiếu giải thích, Harry U lì nói, không, mừng vì tôi giúp được anh. Dù sao thì, tôi sẽ sử dụng mặt nạ này thật tốt, tôi sẽ giúp cô trả thù. Cảm ơn, lần nữa, tôi hy vọng may mắn sẽ đến với chúng ta. Ở một nơi nào đó, có một tên xui xẻo bị hỏa thần tóm được. Xem nào, dừng dãy ruộng đi, mấy đứa bạn của người bỏ chạy hết rồi cứ chờ im đó đến khi chủ nhân ta tới. Ngươi có biết bắt sống ngươi khó thế nào không? Tên chủ nhân chết tiệt đó đi đâu mất rồi không biết. Cũng chẳng biết đợi bao lâu, cha Jin hiếu bước đến gần ổ lên. Ồ, ngươi bắt được hắn rồi à? Hỏa thần nhị không được mắng ầm lên, ngươi ở chỗ quái nào thế? Ngươi có biết khó để giữ hắn sống lắm không? Ô, ngươi định chạy à? Hỏa thần, tránh ra. Kim Seung tê mặt cắt không còn miếng máu, tên kia vậy mà tùy tiện đem thanh kiếm găm chặt lên thân cây sát đầu hắn. Cha Jin hí úc lạnh giọng, lờ trả lại ngươi thanh kiếm này. Nhưng ngươi muốn ta cắm nó vào đâu đây? Tay hay da dày của ngươi nào? Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của ngươi đấy. Nói với ta mọi điều ngươi biết về hội bạch nhạn coi. Bắt đầu. Kim Seung Te bị dọa suýt thì tè cả da quần vội gật đầu. Vâng. Vậy giờ, tôi đi đây. Rồi rồi, biến đi. Hỏa thân khó hiểu hỏi, ngươi để hắn đi thế à? Cha Jin hí tùy tiện đáp, dù gì ta cũng hủy diệt hội của hắn mà nhưng còn mấy hội chi nhánh của thánh quốc thì sao vô số hội nhỏ đang làm việc với chúng giữa tầng 10 và tầng 200 có vô số hội nhỏ nếu muốn xử hết chúng thì sẽ lâu lắm nhỉ tuy nhiên nếu nó thuận lợi cho chúng ta hariu thông minh nắm bắt được vấn đề anh đang nói về nhiệm vụ của bôn à cha jin hiếu gật đầu ừ nếu chúng ta có thể phá hủy mấy cái hội của anh em Pelin, chúng ta sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ giờ thì sao chúng ta không tiến tới tầng 10 nhỉ Cảnh phim chuyển đến vùng an toàn tầng 2. Mọi người từ tầng 1 chạy lên xôn xao tám chuyện, cậu đang nói với tôi những người đó đã ngăn cơn sóng quái vật à? Ừ, mà chỉ có hai người thôi đấy. Ừ, tôi nghe là ba người mà. Xem kìa. Ô, họ đến kìa. Nhìn thấy sự xuất hiện của ba người Cha Jin Hiếu, mọi người túm lại quan sát. Cái gì vậy? Một cái mặt nạ quỷ. Anh, anh là người đã ngăn cơn sóng quái vật phải không? Anh có hội chưa? Nói chúng tôi tên anh đi. Cha Jin Hiuk não chuyển động rất nhanh, cái tên Cha Jin Hiuk. Mình chưa thể tiết lộ tên mình được. Cha Jin Hiuk báo ra một cái danh tự, tên của ta là Ma Diện. Báo ra danh tính, Cha Jin Hiuk dẫn theo hai người hỏa thần rời đi. Này, chờ chút, ngươi phải giải thích đã. Tên mặc áo trùng đầu phía sau ngăn gã đồng bọn lại, đợi đã, nếu như. Nếu như hắn đã phạm tội trước khi đến tháp thí luyện thì sao? Tôi nghe nói nhiều người đã vào trong tòa tháp đó để lần trốn, Cha Jin Hiếu cố tình làm vậy là có lý do, hắn biết che mặt hoặc danh tính khi ở bên trong tòa tháp là việc phổ biến. Họ hẳn phải chú ý đến mình vì tin tức về làn sóng quái vật và cái mặt nạ này. Đi thôi, hỏa thần, có nhiều thứ cần làm đấy. Hiểu rồi. Cha Jin Hiếu nhanh chóng biến mất trước mắt đám người có ý định mời hắn vào hội. Hắn đi rồi. Ba người cha Jin Hiếu xuất hiện bên ngoài khu vực tầng 2. Bảng thông báo hiện lên, chào mừng đến với tầng 2. Hãy hoàn thành nhiệm vụ sau đây để tiến đến tầng tiếp theo đánh bại 10 yêu tinh, đánh bại 10 chiến binh yêu tinh. Nhìn bảng thông báo nhiệm vụ, Cha Jin hiếu lười biếng lên tiếng, có vẻ không phải việc gì khó nhằn. Vậy nên, Hỏa Thần, ngươi lo cái này nhé. Hỏa Thần cẩn thận hỏi, đừng nói là ngươi muốn ta bắt sống chúng tới đây. Cha Jin hiếu gật đầu, nếu có thể thì mang cả phần của Hariu. Ta phải thử nghiệm ma lực, nếu muốn xem thì phải mau chóng về đây đấy. Hỏa Thần trước khi rời đi không quên nhắc, tên chết tiệt tốt nhất là ngươi không được dùng hết ma lực trước khi ta quay lại. Hariu nhìn cha Jin Hiuk, giải quyết nhiệm vụ như thế này có ổn không? Nếu cô không thích vậy thì có thể tự đi mà làm. Tôi không ép đâu. Cha Jin Hiuk tiến lên phía trước, hai mắt nhắm lại cảm nhận nhẫn ma pháp. Hắn không nhịn được thầm cảm thán, thú vị thật, khi mà mình có thể dùng ma lực kiểu này. Để thử xem nó mạnh thế nào, một trong tứ đại thể, sức mạnh của quỷ. Nhìn đó tử diễm lơ lửng trước mắt, cha Jin Hiuk ngẩn người, vậy ra đây là ma lực. Harry đột nhiên đứng chắn trước người cha Jin Hiếu, miệng hô lớn, ổ ba. Trong bụi cây bên này, có một tên cô bầu. Phát hiện con mồi, con yêu tinh lao nhanh về phía hai người. Cha Jin Hiếu nở nụ cười khoái chí, hoàn hảo. Sao không thử ngay trên ngươi nhỉ? Đi, ma lực tiếp xúc. Cha Jin Hiếu bất ngờ phóng đoá tử diễm về phía con yêu tinh, chỉ tiếc là con quái phản ứng mau lẹ, lạch người sang một bên né tránh. Harry tiếc nuối hô lớn, nó tránh được rồi, cha jin hiếu lắc đầu lẩm bẩm không đây là đòn tấn công không cần gây ra ảnh hưởng trên vai con yêu tinh xuất hiện một vết nứt lớn vết thương không thấy máu hariu nghi hoặc chuyện gì vậy cha jin hiếu không keo kiệt giải thích ma lực là một loại năng lượng hung ác những kẻ không xứng với nó sẽ không thể chống được ma lực đó đây là điều sẽ xảy ra với chúng dù nó chỉ sượt qua chúng thôi rước mắt hariu cơ thể con yêu tinh phá toái ra thành từng mảnh trái đen đến phần quan trọng nếu tôi chuyển ma lực vào một hồn binh một hồn binh mạnh hơn sẽ hình thành. Trong khi nói chuyện, Cha Jin Hiuk lập tức thử nghiệm đem ma lực dung nhập vào trong hồn binh. Dù cho Cha Jin Hiuk hắn có là thiên tài thì lần đầu cũng gặp phải trắc trở. Hắn không nhịn được mắng, miệng nó, linh hồn tan rã luôn rồi, hình như nó cũng không chịu được ma lực. Mình cần phải giảm mật độ ma lực, giảm từ 10 còn một ma lực thôi. Nhìn thành quả xuất hiện trước mắt, Cha Jin Hí úc mỉm cười, hoàn hảo. Xong rồi. Anh làm được rồi, có vẻ khá là khó, Cha Jin Hyuk thật thà đáp, tôi lại bất ngờ vì nó quá dễ dàng. Hắn nghĩ bụng, ngoài ác quỷ, không có nhiều người sử dụng được ma lực thuần túy. Hẳn là không ai biết dùng nó dễ thế nào. Bất chợt, giọng hỏa thần kinh ngạc vang lên, ốp, nó được tạo ra từ ma lực à. Tuyệt vời, sự hợp nhất hoàn hảo, một hồn binh với ma lực, ngươi có thể gọi nó là ma hồn binh. Ma hồn binh hả? Không tệ. Cha Jin Hiếu cảm thấy hài lòng với cái tên mà hỏa thần vừa đặt. Hỏa thần quan sát ma hồn binh, cười đắc ý nói, ha ha, hoàn hảo luôn khi người là học trò ta. Cha Jin Hiếu nghĩ đến một cái vấn đề vậy là mỗi khi mình bắt được một linh hồn, mình cần truyền ma lực vào nó sao? Sẽ khó để làm thế trên chiến trường. Đợi đã, mình có phải tự triệu hồi chúng không nhỉ? Cha Jin Hiếu nhìn hỏa thần cười gian, hỏa thần, nói đến triệu hồi thì, ngươi thành thạo hơn ta nhiều. Khả năng điều khiển và bố trí vật triệu hồi trong suốt trận chiến cũng tuyệt vời luôn. Được cha Jin Hiếu khen ngợi, hỏa thần sắc mặt càng thêm dễ coi. Hừng, cuối cùng thì ngươi cũng biết tôn trọng giáo viên rồi hỏa thần bất chợt ngẩn người ma lực vậy mà ập đến trước mắt ông ta bị ma lực dung nhập hỏa thần gầm lên a à, cha jin hiếu ngươi làm gì thế hả cha jin hiếu thật đem hỏa thần ra thí nghiệm nếu ta chuyển ma lực vào linh hồn ngươi thì những hồn binh mà ngươi triệu hồi cũng sẽ tự động biến thành ma hồn binh nhỉ ồ vì linh hồn ngươi mạnh hơn so với linh hồn của yêu tinh ta sẽ dùng hết ma lực mà ta có một cột sáng ma lực bao trùm lấy hỏa thần từ bên trong vang lên từng đợt xích gào của ông ta, cha Jin hiếu. Hariu lo lắng lên tiếng, ồ ba, ông ta. Cha Jin hiếu lắc đầu, đừng lo, tử linh sư đầu tiên sẽ không chết chỉ vì thế này. Hỏa thần chịu đựng ma lực dung nhập linh hồn, miệng không ngừng gầm lên, nếu ta vượt qua cái này, ta sẽ nghiền nát và uống ngươi cho bữa sáng. Cha Jin hiếu. Cứ tự nhiên, nếu ngươi đủ mạnh để thách thức ta, rất chào đón luôn. Ma lực như một quả trứng bao bọc hỏa thần ở bên trong. Cũng chẳng biết bao lâu sau, Quá trình dung nhập ma lực vào linh hồn của Hỏa Thần diễn ra hoàn tất. Ma hồn binh vĩ đại nhất của ta chính là ngươi, Hỏa Thần. Hỏa Thần lạnh nhạt mở miệng, ngươi phạm sai lầm rồi, Cha Jin Hiếu. Vì đã triệu hồi thứ còn mạnh hơn cả ngươi, đây là sai lầm lớn nhất của một chiêu hồn sư. Cha Jin Hiếu không lấy làm kinh hoàng, thản nhiên nói, giận rồi hả? Tốt. Hariu phát hiện Opa trên tay cầm cái mặt nạ Dokkiabi. Cha Jin Hiếu đem mặt nạ đội lên mặt có thể nói đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm đến thứ này. Dù sao thì ta cũng đang cần một đối thủ xứng tầm với ta khi đeo mặt nạ lên. Cha Jin hiếu, để chiều nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy được binh hồn quỷ ta có thể triệu hồi. Trong khi nói chuyện, hỏa thần sử dụng năng lực tử linh sư, đem đám ma hồn binh triệu hoán. Lên đi, các chiến binh hồn quỷ. Cha Jin hiếu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm hỏa thần. Anh ấy sử dụng, sức mạnh của cái mặt nạ. Dựa vào năng lực của mặt nạ, Cha Jin hữu cảm thán, những binh hồn quỷ, bọn chúng chậm chạp thật. Không, hay nói đúng hơn là bọn chúng chỉ chậm với mình, thì ra đây là cách Hariu nhìn mọi thứ. Cha Jin hữu chẳng chút khó khăn đem mấy cái quỷ hồn binh đánh nát. Hỏa thần ngẩn người trước sức mạnh bạo phát của tên tiểu tử khốn nạn. Mặc dù bây giờ ta như thế này, nhưng ta đã từng được gọi là tử tinh đấy. Trong khi nói chuyện, cha Jin hữu áp sát không kiêng nể nện thẳng một quyền như búa tạ lên mặt hỏa thần diệt hết uy phong của hỏa thần Cha Jin Hiếu đem mặt nạ gỡ ra. Bình tĩnh lại và nghe theo ta đi. Binh hồn quỷ. Nhìn hỏa thần cả người nện xuống mặt đất, Hariu lo lắng hô lên, ông già. Ngươi không sao chứ? Xương cốt có bị rơi mất cái nào không? Cha Jin Hiếu trấn an, đừng lo, linh hồn như ông ta sẽ không chết vì bị đấm như thế đâu. Hỏa thần tay ôm một bên mặt xương hút nói, nó chỉ áp dụng cho người bình thường thôi. Ta bị đấm thì vẫn đau lắm đấy. Hariu không nhịn được hiếu kỳ nói, ô ba, anh vừa mới dùng sức mạnh của cái mặt nạ à? Cha Jin Hiếu gật đầu. Ừ, cảm giác cứ như là mọi thứ chậm hơn tôi vậy. Cảm giác như vừa trở thành võ sư vĩ đại nhất ấy. Hiện tượng đó. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là tác dụng một phần của mặt nạ thôi. Như vậy anh đã sử dụng được nó rồi đó. Cha Jin Hiếu mặt lộ vẻ khó tin, một phần thôi á. À? Nếu đó là tác dụng một phần, cái mặt nạ thực chất là để làm gì? Hariu giải thích tôi nói với anh là nó đóng vai trò thấu thị chiến trường rồi nhỉ. Không chỉ kẻ thù nhìn như di chuyển chậm lại mà ta có thể như đoán được những hành động tương lai của chúng. Cha Jin Hiếu có chút kích động, không thể nào. Làm sao mà tôi có thể làm thế hả? Hariu thành thật đáp, nếu anh hỏi tôi thì, tôi cứ thế mà làm thôi á. À? Cha Jin Hiếu buồn bực thở ra một hơi, cô ta cứ thế mà làm thôi á. À? Hắn suýt thì quên mất, cô nàng này được xem như là thiên tài kể cả so với các đốc ca cá bi khác. Thậm chí giờ bảo cô ta dạy thì chắc cũng khó. Hariu quan tâm hỏi. Anh có thấy chóng mặt hay gì không? Không. Sao thế? Hariu giải thích khi một đốc Gabi chưa được huấn luyện mà sử dụng các kỹ năng đặc biệt thì hầu hết sẽ bị chóng mặt hay đau đầu á. Tôi cũng bị vậy luôn. Tôi cũng không thể dùng thấu thị mọi lúc. Tôi đã lo lắng khi nghĩ anh không thể kích hoạt kỹ năng của mặt nạ đấy. Lời Hariu vừa nói quả thật đâm tâm cha Jin hiếu. Hắn buồn bực cảm thán. Wow! Cô cứ thích sát muối vết thương thế nhỉ? Hariu bối rối giải thích. À! À thì ý tôi không phải thế. Tôi chắc là anh có thể dùng được cái mặt nạ đó sớm thôi mà ổ ba. Kazin hiếu suy nghĩ, mình không thể lường trước được. Cảm giác như mọi thứ theo kế hoạch rồi mà. Mình đã quá phấn khích khi trở thành người mạnh không tưởng ở tầng 2. Kazin hiếu xoa đầu Hariu nói, tôi nghĩ tôi ổn rồi. Cảm ơn nhé. Hariu lắc đầu, đó là việc của tôi. Trong khi đôi trẻ đang ăn ủi lẫn nhau, lão già như hỏa thần lại cô đơn một mình ta, bó gối ngồi lủi thủi. Mình là linh hồn mạnh nhất cơ mà sao mình lại bị rơi vào tình cảnh này cơ chứ ông ta phát giác có điều không đúng ngẩng mặt nhìn lên liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hariu nhìn mình hariu cảm ơn cô không như tên khốn đó cô ở đây sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn hỏa thần ôm lấy hariu nhõng nhẽo khóc lớn như một đứa trẻ to xác hariu bối rối chỉ sang một phía có vẻ như bọn tôi cần ông đó để đem về thêm cô bồi cha jin hiếu buông lời dọa dẫm chúng ta cần thêm một con nữa tốt hơn là hắn ta nên làm thế trước khi ta biến hắn thành hồn cầu và hấp thụ ngươi luôn đó. Sao anh lại tàn nhẫn với ông ấy vậy? Hỏa thần oan thán trong tuyệt vọng, tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ? Dưới sự lao động không ngừng nghỉ của hỏa thần, bảng thông báo nhanh chóng xuất hiện thông báo, nhiệm vụ hoàn thành. Đã hoàn thành tiêu diệt 10 con cô bôi, 10 con chiến binh cô bôi. Chỉ dựa vào một mình hỏa thần, ba người cha Jin Hiếu Úc đơn giản vượt qua tầng 3. Nhiệm vụ tầng 4 cũng được bọn hắn hoàn thành không chút khó khăn. Có một điều cả ba người cha Jin hiếu không ai phát giác mỗi lần Haru dùng kiếm. Vẻ mặt cô ta dường như có nét nào đó khác xa với lúc bình thường. Cảnh phim chuyển đến tầng 5. Mọi người tụ tập bàn tán, này biết tin gì chưa? Về cái người mà tự xưng là ma diện đó. Có vẻ như đã ba ngày rồi từ khi hắn ta tới khu rừng ở tầng 5. Hình như hắn ta có thể kiểm soát được hết bọn cô bầu nhỉ Từ tầng 5 trở đi, bọn Goblin có thể dùng. Kim độc cực mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện đấy cha jin hi giờ phút này nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất hai mắt nhắm lại xa xa phía trước là một con goblin phụt con goblin thổi mạnh cây kim độc về phía con mồi một đạo kiếm quang lóe lên chuẩn xác đem cây châm độc chia thành hai nửa người vừa ra tay chính là hariu nàng đứng phía sau bảo hộ cho cha jin hi ngươi ngươi dám tấn công ổ pa hả cùng lúc này một cái quỷ hồn binh từ giữa hư không xuất hiện trước mắt con goblin quỷ hồn binh một chảo đem con goblin đánh nổ làm tốt lắm Haru. Ừm, nó tấn công anh. Đáng lẽ tôi phải xẻ đôi nó ra. Trạng thái của Haru khiến hỏa thần phát giác có điểm kỳ lạ. Khoan, có gì đó không đúng thì phải. Nụ cười gây giận đó. Cái quái gì thế? Haru, ngươi ổn chứ? Haru tựa như giật mình, trở lại bộ dáng vốn có, ổn, ổn á. Bản thân nàng cũng cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì thế này? Sao mình lại cầm kiếm cười thế này? Cha Jin hí úc lên tiếng, Đợi lâu quá rồi nhỉ, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Tối nay sẽ có một làn sóng quái vật. Haru ngẩn người, làn sóng quái vật á? Tầng 4, đêm trước khi lên tầng 5. Haru hướng Cha Jin Hiuk nói, từ tầng 5 trở lên thì goblin sẽ xuất hiện thay vì yêu tinh. Anh sẽ lại săn giết quỷ vương nữa á? À? Hỏa thân ngồi một bên lên tiếng, có muốn cũng chẳng giết được đâu, vì đâu có biết khi nào nó xuất hiện. Cha Jin Hiuk lắc đầu, tôi sẽ không đi săn chúa tể goblin đâu, không cần thiết phải làm thế hắn tiết lộ một cái bí mật kinh người, tôi biết cách, tự tạo ra một làn sóng quái vật. Tự tạo, làn sóng quái vật á. Nghe được lời này Hariu cùng hỏa thần mặt hiện lên vẻ khó mà tin được. Hỏa thần không nhịn được nói, nếu có cách thì không phải đã truyền ra khắp tòa tháp rồi sao. Cha Jin Hi tiết lộ, chuyện này hắn cũng chỉ tình cờ biết được thôi. Ở kiếp trước khi lên đến danh giới tầng 3 hay tầng 4 gì đấy, lúc hắn đang leo tháp thì một vết nứt xuất hiện, hắn phát hiện ra nó vào lúc đó. Ở mỗi tầng, đều có một khu vực trung tâm để quái vật xuất hiện. Nếu tìm ra được khu vực đó và truyền mana vào, thì quái vật sẽ xuất hiện như kiểu một làn sóng vậy. Hỏa thần liếc nhìn Cha Jin hiếu, chắc ngươi đã âm thầm trục lợi từ cái cách này nhỉ? Không, đây là lần đầu ta làm thử đấy. Bọn quái vật từ tầng 300 trở lên ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với Goblin. Dù có là tứ đại thể thì cũng không thể nào trực tiếp đối chọi với bọn quái khi làn sóng nổi lên được. Hỏa thần phun ra một câu, khi muốn dùng thì không biết, nhưng khi biết thì lại chẳng dùng được. Ừ, nhưng giờ thì khác rồi. Chúng ta sẽ tạo ra nhiều làn sóng quái vật nhất có thể để mạnh lên một cách nhanh chóng. Cảnh phim chuyển đến khu làng an toàn tầng 5. Mọi người đang di chuyển trên đường, chợt cảm nhận được mặt đất xảy ra rung chấn dữ dội. Gì thế? Động đất hả? Nhưng đang trong tòa tháp mà. Gã đồng bọn tóc vàng mắt nhìn về phía trước mặt cắt không còn giọt máu, nhìn kìa. Là một làn sóng. Phía trước xuất hiện một cái thông đạo đang từ từ phóng lớn. Ở tầng 5 cũng có lần sóng nữa hả? Goblin đang đổ ra kìa không thể nào là lan sóng thật hả nhưng đây là làng tân thủ mà không có thông báo gì hết trơn đám người có mặt trên phố khóc không ra nước mắt vội vàng xoay người tìm nơi an toàn ẩn nấp nhìn thấy nhân loại đám Goblin phòng mang trận má thổi châm độc một số người xui xẻo không kịp tránh thoát bị châm độc đâm vào cơ thể câu không sao chứ đứng lên đi tôi không di chuyển được thanh niên tóc vàng sắc mặt khó coi người bằng hữu của hắn đã trúng chất độc tê liệt của goblin cậu ấy sẽ nằm liệt đó một lúc lâu đây Khốn, tụi nó ngay đây rồi. Kết cục của mình là đây đó hả? Móa, mình còn chưa lên tới tầng 10 nữa mà. Thế mà giờ lại phải chết ở đây. Quyết không bỏ rơi lại đồng bạn, thanh niên tóc vàng liều mạng đứng yên tại chỗ, mắt nhắm chặt lại nhận mệnh. Ngay lúc này, cha Jean hiếu xuất hiện, nhẫn ma pháp trên tay hắn lóe lên ma lực. Một cỗ ma lực đánh thẳng về phía đám goblin. Đưa cái cậu chúng độc đó đến nơi an toàn đi. Ngài là. Nhìn người cứu mạng mình quay lại, thanh niên tóc vàng khiếp sợ thốt ra một cái danh tự, Ma diện, Ma diện xuất hiện rồi. Ngài ấy có kinh nghiệm đó. Chúng ta sống rồi. Cha Jin Hyuk đang cần cái hiệu ứng đám đông này. Lẩm bẩm, ừ, tao sẽ cứu tụi bây đó. Sống sót rồi từng bốc tao nha. trỗi dậy chiến đấu đi nào, hồn binh ác quỷ của ta. Đội quân quỷ hồn vừa hiện thân lập tức ác chiến với đám Goblin. Hỏa thần bực bội gầm lên, tên khốn này, ta mới là người tạo ra chúng nó mà. Sao ngươi nhận hết công trạng thế kia? Ca Jin Hyuk lạnh giọng im miệng rồi tạo thêm lính đi đột nhiên một cỗ năng lượng bùng lên nuốt trọn đám quỷ hồn dưới cỗ hỏa diễm xanh lam này quỷ hồn binh của cha jin hiếu hoàn toàn không có sức chống cự trong đám goblin xuất hiện mấy tên đầu đội mũ lông chim tay cầm trượng gỗ đính đầu lâu bọn chúng chính là tư tế goblin hỏa thần hô lớn nó tấn công bọn hồn binh kìa ta đâu có mù nếu không xử lý con đó trước thì sẽ không thể nào cày điểm được hariu mắt lóe lên sắc khí nàng ta từ phía trên phóng xuống đem mấy tên tế tư goblin diệt sát trong nháy mắt màn biểu hiện xuất sắc của hariu khiến hỏa thần phấn khích quay sang bên cạnh ông ta phát giác cha jin hiếu đã biến mất tự bao giờ hám thực cha jin hiếu miệng há lớn hút hết năng lượng tinh huyết của đám tế tư globin mới vừa bị diệt sát ngọn lửa này còn có thể tấn công linh hồn nữa đúng là phí của trời khi cho một con goblin kỹ năng này ta sẽ tận dụng nó thật tốt hồn hỏa cha jin hiếu dùng kỹ năng vừa chiếm được thiêu đốt đám goblin xung quanh làm tốt lắm, Hariu. Cứ tiếp tục cố gắng nhé. Hariu im lặng không có lên tiếng, môi khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị. Cha Jin hiếu nghi hoặc gọi lớn, Hariu. Thanh kiếm trong tay Hariu lúc này lóe lên một màu đỏ hồng yêu dị. Lấy Hariu làm trung tâm, một cỗ khí thế bạo phát. Cha Jin hiếu nhận thấy sự lạ, kiếm cô ấy đang phát sáng. Mình biết nó không phải kiếm thường nhưng mà cái quái gì đang xảy ra vậy. Cỗ sóng khí biến mất, Hariu trên người được bao phủ thêm một tầng giáp trụ hiện ra trước mắt Cha Jin Hiếu. Cha Jin Hiếu nghi hoặc gọi lớn, Hariu. Hariu ngoái đầu lại môi nhếch lên một cái nụ cười quỷ dị. Nàng ta bất ngờ vung kiếm tấn công Cha Jin Hiếu. Cha Jin Hiếu hiểm hiểm lách người sang một bên tránh thoát một kiếm. Hariu, là Cha Jin Hiếu đây, cô không nhận ra tôi sao? Hariu không nói không rằng, lần nữa vung kiếm lao đến tấn công. Cha Jin Hiếu vội giơ đoạn pháp trượng lên chặn lại hắn phát hiện một điều hariu hiện giờ quá mạnh hariu vung kiếm đánh cha jin hiếu văng xuống bên dưới hỏa thần bước lại gần đám khói bụi hô lớn cha jin hiếu hariu ê đồ khốn ngươi còn sống không hariu có sao không cha jin hiếu nhận ra giọng nói bên ngoài là của hỏa thần nghe vậy chắc ngươi không sao còn hariu thì sao xin lỗi nha ta vừa mới bị kiếm của hariu thổi bay dù có nhìn thế nào thì ta cũng cảm thấy như mình đang đối mặt với nhuệ binh cuối cùng tộc đốc kabi để lại vậy. Còn lan sóng thì sao? Phần lớn bọn quái chết sạch hết rồi. Ngươi lo lũ còn lại đi. Giờ thì, ta phải xử lý Hariu. Cha Jin Hiếu nhặt đại cây diều lớn bên cạnh, lao về phía Hariu. Không dám lơ là khi đối chiến cùng Hariu, Cha Jin Hiếu cẩn thận kích hoạt khả năng chiến nhãn. Quan sát Hariu thông qua chiến nhãn. Cha Jin Hiếu khiếp sợ phát hiện ra một điều, trực giác mình có được khi leo qua 599 tầng đang kêu gào rằng thanh kiếm đó rất nguy hiểm nó sẽ chém nát mình trong tháp không có tình bạn hay kẻ thù nào là vĩnh viễn dù số phận của cô rất không may nhưng đến đây là kết thúc rồi xin lỗi nha hariu ngay khi lưỡi búa chém đến trước mặt hariu lưỡi búa trong tay cha jin hiếu chợt khựng lại hắn nhớ đến nụ cười hồn nhiên cùng cái cách hariu gọi hắn là opa chết tiệt sao mình lại do dự thế này hariu dùng một tay đỡ lấy lưỡi búa đây là đừng nói đây là Chiến nhãn của Hariu á. Kiếm trong tay Hariu bất ngờ bổ xuống người cha Jin Hiếu. Mặc dù đã kịp thời lui ngược ra sau giảm phần lớn sát thương công kích, trước ngực cha Jin Hiếu vẫn xuất hiện vết thương tuệ máu. Tức tỉnh, cha Jin Hiếu khô lớn. Nhận được lệnh hiệu triệu của cha Jin Hiếu, một đám khô lâu từ dưới đất bỏ lên. Những sinh vật ngủ say dưới sàn đá, sau làn sóng Goblin. Xông lên, những chiến binh hóa thạch Goblin của ta. Ngăn Hariu lại mắt Hariu lóe lên tia quang mang. Kiếm trong tay nàng ta vung lên, đơn giản đem đội quân xương khô của Cha Jin Hiếu đánh văng tung tóe khắp nơi. Cha Jin Hiếu mặt nhăn nhó khó coi, hắn vậy mà không thấy được đường kiếm của Hariu. Cô ta dùng chiến nhãn sao? Mạnh quá, làm sao mình thắng được đây? Từ khi sống dậy đến giờ, có thể nói lần này Cha Jin Hiếu đã đụng phải đối thủ khó chơi, khó đối phó như Hariu. Nếu không thể tìm ra cách đối phó, nói không chừng hắn thật trở thành vong hồn dưới tay nữ nhân thần trí bất minh kia. Cha Jin Hiuk lần nữa bị đòn công kích của Hariu đánh văng. Anh ta vội vàng lùi ngược ra sau, giữ khoảng cách an toàn với nữ nhân kia. Cha Jin Hiuk cảm nhận được hiện giờ Hariu có gì đó lạ lắm. Cô ta mệt rồi sao? Không, mắt cô ta đang chảy máu. Có gì đó sai sai. Đó là cái hồi sức cô ta từng nhắc đến sao? Nếu vậy thì đó là cơ hội của mình. Mình chỉ cần đảm bảo cô ta không thể dùng chiến nhãn nữa. Ngay khi Hariu xông đến, Cha Jin Hiuk chân dẫm mạnh xuống nền nhà, nhảy vào một cái mật đạo bên dưới. Hariu gầm lên phẫn nộ khi để tuột mất đối thủ. Cha Jin Hiuk đứng im ở bên dưới, hắn không có dự định bỏ trốn. Cô làm gì thế? Không định xông lên sao? Ngay khi Hariu cầm kiếm phóng xuống. Từ bên người cha Jin Hiuk, hai cái bóng phóng lên. Tức tỉnh, cha Jin Hiuk triệu hoán ra hai con goblin vây Hariu vào giữa. Sắc sống goblin phòng mang trợn má phun châm độc về phía Hariu. Chất độc tê liệt của goblin, dù có là đốc Kabi cũng không thoát được đâu. Không có chiến nhãn thì cô làm cách nào để tránh bây giờ? Hariu răng nghiến chặt. Gầm lên một tiếng. Nàng ta lần nữa kích phát kỹ năng chiến nhãn. Đơn giản đem hai con hồn binh Goblin tiêu diệt. Cha Jin hiếu răng nghiến chặt lộ vẻ tức tối. Hariu không có ngừng tay, lần nữa vung kiếm nhằm phía hắn chém tới. Cha Jin hiếu không có cậy mạnh, vội lùi ngược ra sau né tránh. Hariu chân điểm xuống đất mượn lực thân hình thoáng cái xuất hiện trước mắt cha Jin Hiếu. Ngay khi Hariu sắp đâm trúng mục tiêu, bất ngờ dị biến phát sinh, một đạo công kích xuyên thủng cánh tay cha Jin Hiếu, thế đi không giảm phóng về phía Hariu. Đạo phi châm xuất bất kỳ ý khiến Hariu không kịp né tránh, ghim lên trước ngực nàng ta. Tất cả đều nằm do một tay cha Jin Hiếu giàn dựng, nếu không phải thấu thị chiến trường đang hồi chiêu thì. Quả thực kế hoạch này bất khả thi thật đấy. Hắn đã sớm âm thầm triệu hoán một con goblin ẩn núp phía sau. Kế hoạch là, bắn cô với tên độc xuyên qua tôi từ điểm mù của cô. Hariu cơ thể bị ngấm thuốc. Trạng thái chiến đấu được giải trừ, cơ thể loạn trọng ngã ra phía sau. Cha Jin Hiuk nhanh tay đỡ lấy cơ thể Hariu. Mình đang mất cảm giác ở tay, là do độc tê liệt đang ngấm vào à. Này, tên kia đưa thứ đó đây. Tên độc ấy. Cha Jin Hiuk dùng hám thực cắn nuốt năng lượng trên ngọn phi châm. Một cái thông báo hiện lên, bạn đã hấp thụ khả năng kháng độc tê liệt. Hariu, cô, sở hữu sức mạnh thật sự khó chịu đấy. Trong thế giới tinh thần của Haru, kiếm của mình, mình đang ở đâu đây? Một người đàn ông xuất hiện đưa tay cầm lấy thanh kiếm, lạnh nhạt lên tiếng, lần này cô là chủ nhân hả? Chủ nhân của cây long chảm đao này. Cái gì? Cô chỉ là một đứa nhóc. Haru nghi hoặc nhìn đối phương, anh là ai? Đốc Kabi. Nửa đúng, nửa sai. Nghe được câu trả lời của đối phương, Haru càng thêm khó hiểu, là sao? gã thanh niên bất ngờ kề kiếm lên cổ Haru, lạnh giọng, nhóc, để ta cảnh cáo cho cô nhé. Lần tới, cô mà rút tôi ra khỏi bao kiếm mà không chuẩn bị, tôi sẽ ngấu nghiến cô đấy. Phát hiện Haru tỉnh dậy. Hỏa thân nhắc cha Jin Hiuk, tên khốn, có vẻ cô ấy tỉnh rồi. Ô, cô tỉnh rồi. Chúng ta đang ở. Cha Jin Hiuk đơn giản đáp, ngôi làng ở tầng 6. Chúng ta vừa từ tầng 5 tới đây. Hiện tại ba người bọn hắn đang ở vùng an toàn tầng 6. Hariu mặt đỏ lên nói, sao anh lại cõng tôi? Cha Jin hiếu buồn bực, không nhớ gì hả? Buồn thật đấy. Bên trong căn phòng 304 vang lên giọng của cha Jin hiếu, tôi sẽ giải thích. Sau khi kiểm tra trang bị và thể lực của chúng ta ở tầng 6 này, chúng ta đi thẳng tới tầng 10. Trong tòa tháp, sẽ có các thành phố lớn ở mỗi 10 tầng. Để vào được thành phố, thì ta phải đánh với con chùm. Hariu lên tiếng, tôi biết, chùm ở tầng 10 là chiến binh Orose vĩ đại. Hỏa thân tiếp lời, xem xét lực chiến thì về cơ bản nó là một con trùng quái vật hariu sốt sắng thế thì chúng ta mau hồi phục để nàng chưa nói hết câu cha jin hiếu đã ngắt ngang không từ bây giờ cô sẽ di chuyển độc lập với bọn tôi hariu sắc mặt biến đổi hả ý anh là sao opa anh đang bỏ rơi tôi à ca jin hiếu lắc đầu không cô không nhớ chuyện xảy ra ở tầng 5 trong làn sóng quái vật phải không hariu gật nhẹ đầu đáp vâng ký ức của tôi hơi mơ hồ ấy cha Jin Hiếu không giấu diếm thuật lại chuyện lần đó, kiếm của cô là một thanh kiếm quỷ. Nó có kỹ năng có thể sánh với ngạo kiếm. Nó ăn mòn tâm trí trong khi cho cô một sức mạnh không tưởng. Cô đã tấn công tôi sau khi đã mất trí. Nếu cô cứ phụ thuộc vào thứ sức mạnh không ổn định như thế, cô sẽ thất bại trước khi chúng ta tới tầng 100. Thế nên đây là bài tập của cô. Không sử dụng sức mạnh từ thanh kiếm và tự leo tới tầng 10. Hariu nhạy bén hiểu được vấn đề. Ý của Opa là bản thân nàng phải mạnh hơn thay vì phụ thuộc vào sức mạnh không ổn định từ quỷ kiếm. Hariu tự tin tuyên bố, được rồi, tôi chắc chắn sẽ trở nên đủ mạnh để trở thành đồng đội của anh. Cha Jin Hiếu hài lòng gật đầu. Sáng ngày hôm sau, Hariu chào tạm biệt Opa cùng hỏa thần. Cảm ơn vì cái áo choàng Opa. Cha Jin Hiếu quan tâm nhắc, không cần thiết phải khoe ra sự thật rằng cô là một đốc cabi khi đang thám hiểm một mình đâu. Không phải vội, tôi phải giải quyết vài thứ ở tầng 10 nên tôi sẽ ở đó một thời gian hỏa thần có chút buồn khi phải tạm thời không cùng Hariu đồng hành. Hariu mỉm cười nói, tôi sẽ đuổi kịp anh sớm thôi. Được rồi, tôi sẽ đợi. Cho dù bao lâu đi nữa. Vài ngày sau, đám chiến sĩ Orc tại tầng 9 xui xẻo khi đụng phải cha Jin Hiếu. May chỉ được cái to xác, chứ chẳng khác gì so với một con goblin cả. Biến đi, cha Jin Hiếu phóng lên. Một cước đá thẳng vào đầu con Orc. Chiến sĩ Orc cả người như thân cây chuối đổ ập xuống không chịu nổi một đòn. Hỏa thần đứng phía sau lên tiếng, có vẻ ngươi đã dần quen với nó rồi. Cha Jin Hiuk nhắc nhở, đừng quên trích xuất linh hồn của chúng. Ta cần có thêm lính tử linh ORC. Hỏa thần cảm thán, hình như tự tạo nên làn sóng quái vật đã thành thói quen tự nhiên của ta rồi. Gì, ngươi đang phàn nàn à? Hỏa thần lắc đầu, không, thật sự thì ta đang tận hưởng chuyện này. Mà ta không tin được ngươi lại lạnh lùng thế đấy. Ngươi chưa từng một lần nhắc đến Haru nữa. Cha Jin Hiuk lườm lườm hỏa thần, ngươi đang nói gì thế? Hắn không giấu giếm nói, nếu ta cho rằng cô ấy sẽ thất bại thì ta đã không chấp nhận cô ấy làm đồng minh rồi. Cô ấy rất mạnh và sẽ làm mọi thứ để có thể trả thù. Quay trở lại chính sự, Cha Jin Hiếu hối thúc hỏa thần, giờ thì tập trung vào, mang thêm orc đến cho ta đi. Tự tạo làn sóng quái vật là vẫn chưa đủ đâu, ta vẫn cần thêm chút nữa. Hỏa thần tức muốn xì khói, không thể tin được. Ngươi không hề có chút tôn trong người lớn tuổi gì hết à, ngươi không có bố mẹ hả? Cha Jin Hiếu thản nhiên gật đầu, phải ta không có, thì sao? Cái gì? Hỏa thân ngẩn người trước lời cha Jin Hiếu vừa nói. Cha Jin Hiếu không nhanh không chậm nói, ta là một đứa nhóc được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. Và Choi ghi Ung Hun cũng đến từ cùng trại trẻ với ta. Hỏa thân trở nên yên lặng. Ông ta bất ngờ vỗ vai cha Jin Hiếu. Ổn mà, giờ ta hiểu được những gì ngươi từng trải qua rồi. Cha Jin Hiếu buồn bực. Cái biểu cảm quái quỷ gì thế? Dù sự thật ngươi là một tên khốn, đây là cách cư xử bình thường của ta đấy. Đến đây, để ta cho ngươi một cái ôm nào. Cha Jin Hiếu quả thật muốn một cước đá bay hỏa thần, biến đi. Ta chúa ghét được nhận sự thương hại. Không bao lâu, bảng thông báo hiện lên, hoàn thành thành tựu. Đồ sát Oroze. Cha Jin Hiếu cùng hỏa thần dễ như ăn kẹo đặt chân đến phòng thí luyện tầng 10. Một bảng thông báo hiện lên trước mắt hai người, chào mừng đến tầng 10. Bạn phải đánh bại quái vật Boss để tiến vào trung tâm tầng 10. Nếu thất bại, bạn sẽ bị cưỡng ép trở lại tầng 9 đang trong khi di chuyển hỏa thần kinh ngạc hô lên Ừ, gì đây? Ta chưa từng thấy qua thứ này trước đây Có vẻ như chúng là những kỷ lục thời gian chinh phục boss tại tầng 10 nhanh nhất Toàn bộ đều chỉ khoảng một phút sau Cha Jin Hiếu nhìn hỏa thần châm chọc Có vẻ như tên ngươi không có ở đây nhỉ Hỏa thần không vừa cãi lại, ngươi cũng không khác gì đâu Phần lớn kỷ lục ở đây đều đến từ tộc nhân của tứ đại chủng tộc đấy Chúng được sinh ra với những kỹ năng không thể tưởng tượng nổi Cha Jin Hiếu cười nói với hỏa thần Thế hiện tại thì sao? sao hôm nay chúng ta không phá kỷ lục luôn nhỉ nghe được lời này hỏa thần cười lên khoái chí ha 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 nghe hay đấy nhìn bảng tin hiện thông báo bài thí luyện đang được chuẩn bị cha jin hi úc dò hỏi dù sao thì chúng ta có được chuẩn bị trước cho trận chiến không sau một phút hãy đánh bại con boss thời gian tính giờ bắt đầu cha jin hi cảm thấy nhiệm vụ này đối với hắn mà nói hoàn toàn khả thi cha jin hi phân phó hỏa thần dùng quỷ hồn binh của ngươi để ngăn nó di chuyển ngay khi vừa xuất hiện được ta sẵn sàng rồi hỏa thần triệu hoán đám quỷ hồn binh chờ sẵn ta tiến hành thôi nhỉ cha diên Hiếu bước ra phía trước kích hoạt một cái pháp trận pháp thương cha diên Hiếu môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của một bậc thầy toàn năng pháp chú nguyên tố pháp chú xuyên thấu pháp chú sắc bén pháp chú kiên cường pháp chú chết chóc và ta sẽ thêm cả thứ này nữa pháp chú quỷ lực Khâu chuẩn bị hoàn tất, hỏa thần cùng Cha Jin hiếu chờ đón sự xuất hiện của Boss chiến sĩ Oroze. Bảng thông báo hiện lên, bài thí luyện sẽ sớm được bắt đầu. Thời gian đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1. Màn hình xuất hiện cảnh báo, thí luyện bắt đầu, chiến binh Oroze vĩ đại đã được triệu hồi. Ngay khi gã Boss chiến binh Oroze vĩ đại xuất hiện, hỏa thần y theo kế hoạch được phân phó hô lớn, tiến lên, quỷ hồn binh. Boss chiến sĩ Oroze còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ thể đã bị đám quỷ hồn binh vây lấy trói chặt hai chân. Cha Jin hiếu mắt sắc bén hô lớn, khai hỏa. Không thể tránh né, boss chiến sĩ OROC vĩ đại đưa tay ra muốn đỡ lấy đòn công kích đánh tới. Chỉ tiếc nó đã đánh giá thấp sự lợi hại của ngọn giáo sau khi được gia trì đủ mọi loại pháp lực. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp vang lên, ngọn giáo bay vụt tới đem đầu gã chiến sĩ OROC vĩ đại đâm nát. Thân hình khổng lồ của con boss đổ ập xuống phía sau, chết không thể chết hơn. Cha Jin Hyuk vậy mà phá vỡ kỷ lục diệt boss Oroce tầng 10 từ trước đến nay với thời gian ngắn nhất, chưa đến một giây đồng hồ. Cha Jin Hyuk tùy tiện nhập tên ma diện lên bảng xưng danh top đầu. Một bảng thông tin xuất hiện với toàn bộ người đang trong tháp thí luyện. Kỷ lục chinh phục tầng 10 đã được cập nhật. Kỷ lục cao nhất thời gian chưa đến một giây. Tên đăng tháp giả, ma diện. Tại tầng 8, trong khu an toàn mọi người đồng loạt nhận được tin tức có người hạ gục boss tầng 10. Nhìn này, kỷ lục cao nhất ở tầng 10 thậm chí còn chưa đến một giây nữa nếu là ma diện thì có phải là ma diện đã đổ sát làn sóng quái vật không harry ngồi một mình một góc mắt nhìn màn hình thông báo khẽ mỉm cười em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa ồ ba tại tầng 10, nhìn thông đạo hiện ra sau khi diệt sát boss chiến sĩ orc hỏa thần vẫn còn chưa dám tin không ngờ chúng ta lại phá vỡ được kỷ lục của tứ đại chủng tộc đấy ngay cả những tinh linh sư mạnh nhất cũng chưa làm được chuyện này đâu môn đồ ạ à. cha jin hiếu giữ vẻ mặt lạnh tanh vậy có nghĩa chúng ta là những người duy nhất làm được điều này à? Đi thôi, chúng ta còn có nhiều việc cần làm ở tầng 10. Được rồi, nhanh lên rồi còn chờ Hariu nữa. Bảng thông thông tin hiện lên thông báo, bạn đã đến được tầng 10. Thành tựu tiến vào tầng 10, mọi chỉ số cộng 5. Tính năng đấu giá đã được mở khóa. Ở một nơi nào đó, một cái thanh niên trẻ tuổi bị cái tên ma diện của cha Jin thu hút. Tầng 10, đây là thành phố lớn đầu tiên mà người leo tháp đặt chân đến và cũng là nơi đặt cổng dịch chuyển về trái đất. Vì vậy, những người đã từ bỏ hoặc dừng việc leo tháp nhận được các quyền thương mại và xây dựng nên thành phố lớn nhất trong 100 tầng đầu tiên của tòa tháp. Cha Jin Hiúc quyết định hắn sẽ bán tất cả vật phẩm nhận được khi đánh quái và mua một ít thuốc và vật tư khác. Hỏa Thần quan sát xung quanh nói, họ đang dỡ bỏ lệnh cấm đấu giá, nhưng kinh tế của thành phố vẫn còn đang thịnh vượng. Cha Jin Hiúc tặc lưỡi. Có những người chỉ sống cuộc đời bình thường tại đây, người không thể mua tất cả những vật cần thiết từ chỗ đầu giá. Trong khi nói chuyện hắn đã hoàn tất đăng ký đấu giá hai người đi dạo trên đường xung quanh vang lên tiếng mời chào thực phẩm goldrich đây này quý ngài ngài muốn mua vũ khí từ xưởng goldrich chứ hãy đến nghỉ ngơi ở lữ quán goldrich ạ à. hỏa thần nhịn không được hiếu kỳ nói cái quái gì goldrich là thứ gì à chắc ngươi không biết cha jin hiếu nhìn tấm bảng bên đường giải thích công ty goldrich họ là công ty hàng đầu trong tòa tháp này được thành lập từ vài năm về trước hỏa thần tiếp tục hỏi thế goldrich là gì là tên của một người kẻ giàu nhất trong tòa tháp này, Goldrich. Không ai biết tên thật của hắn. Hắn ta sở hữu lượng vàng không tưởng, nghe nói hầu hết những thứ được trao đổi trong tòa tháp đã từng qua tay hắn. Hỏa thần nghi hoặc nhìn cha Jin hiếu, mà không phải ngươi nói là có việc cần làm sao. Ie, ta đang tìm nhà tài trợ. Nhà tài trợ? Ai cơ? Ngươi đang nhìn nó đấy thôi. Tất cả logo của nhà tài trợ đó. Trong khi nói chuyện cha Jin hiếu chỉ tay lên tấm bảng công ty Goldrich. Hỏa thần mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ý, ý người là nhà tài trợ là. Cha Jin hiếu gật đầu, đúng vậy, Goldrich sẽ là nhà tài trợ của ta. Nhìn thấy có khách nhân tiến vào, một nữ lễ tân niềm nở chào hỏi, chào mừng, đến với công ty Goldrich Những vật có giá trị tiền tệ đều có thể mua và bán ở đây, vũ khí, vật phẩm, thuốc, thông tin. Mọi thứ đều có thể được mua và bán tại công ty Goldrich. Xin hãy lấy phiếu chờ và đợi ở đây. Nhìn tờ phiếu chờ số 18 trong tay cha Jin Hiếu, hỏa thần ngứa miệng nói, Có số phù hợp với người đấy chờ mãi cũng đến lượt Cha Jin Hiúc được tiếp đãi. Tôi là Han tôi phụ trách quầy thứ ba. Hôm nay tôi có thể hỗ trợ anh việc gì ạ? À? Cha Jin Hiúc đem một cái túi lớn đặt trên bàn. Tôi cần mua một thứ. Tất nhiên rồi. Có thể cho tôi biết tên anh được không? Không. Liệu cái này có hiệu quả không? Cha Jin Hiúc lấy từ trong túi vải ra cái mặt nạ cầm ở trong tay. Chiếc mặt nạ đó. Ma. À, ma diện. Cha Jin Hiúc ra hiệu cho người phụ trách tiếp đãi mình yên lặng. Cậu không nghĩ có lý do để tôi đi vòng quanh với cái mặt nạ này à? Đúng thật. Đếm tiền trước đi. Tổng cộng là 3.000 đồng vàng. Tất cả đều lấy từ những làn sóng quái vật. Anh đang muốn mua thứ gì? Với toàn bộ số vàng này. Cha Jin Hiếu thản nhiên đáp, Goldrich. tôi muốn có một cuộc gặp với anh ta. Người phụ trách mặt biến sắc, nhị không được hô lên, với ngài Goldrich sao? Hắn trong lòng dậy sóng. Tên này điên rồi hả? Chuyện hắn là tên côn đồ bên ngoài tòa tháp là thật ư? Cha Jin hí nhàn nhạt, nhạt nói, có gì sai hả? Cậu nói là mọi thứ đều có thể mua và bán ở đây. Điều này, người phụ trách cứng họng. Thành thật xin lỗi, nhưng thương vụ này không thể thực hiện. Sao lại thế? Người phụ trách quầy số 3 giải thích có hai lý do. Đầu tiên, ngài Goldrich rất bận. Thứ hai, ừ, có lẽ hơi thổ lỗ. Nhưng số tiền anh trả là quá ít. 3.000 đồng vàng nhiều thật, nhưng không là gì so với giá trị thời gian của ngài Goldrich cha Jin Hiếu không lấy làm bất ngờ, ngay từ đầu hắn đã đoán là chuyện không thể thành. Tôi xin lỗi, nhưng xin. Cha Jin Hiếu ngắt ngang, vậy thì. Tôi cần trả bao nhiêu, để có một cuộc gặp với quản lý ở đây. Cùng cha Jin Hiếu bước lên lầu, hỏa thần không nhịn được nói, tên khốn, ngươi chắc chắn là một kẻ tồi tệ. Đưa ra yêu cầu với một nhân viên bình thường để gặp chủ tịch công ty. Ha Jin đã làm gì ngươi vậy? Cha Jin Hiếu không chút tức giận hỏi vặn lại, vậy ngươi có cách nào khác để cho ta gặp được Goldrich không? nếu có thì ta sẽ nhận những câu mỉa mai của ngươi. Là nơi này, hai người dừng bước trước một căn phòng lớn cửa đóng kín. Cha Jin hữu bước đến gõ cửa, ma diện đây. Bên trong phòng có tiếng người vọng ra, vào đi. Cha Jin hữu đẩy cửa tiến vào, bên trong phòng có một người ngồi trên ghế đợi sẵn. Ta là quản lý chi nhánh tầng 10 của công ty Goldrich, biệt danh con dối. Rất vui được gặp ngươi, siêu tân bình. Ngươi muốn gặp ngài Goldrich. Cha Jin hữu đưa mắt quan sát căn phòng, đúng vậy nhưng có vẻ anh ta không ở đây thật xin lỗi nhưng với số tiền ngươi đưa ra vậy thế này thì sao cha jean hiếu vô cùng tự tin nói trước hết gọi anh ta tới đây anh ta chắc chắn sẽ trở thành nhà tài trợ của ta một khi bọn ta gặp nhau con dối cười lạnh ngươi đang đánh cược với sự ngạo mạn ta đã nghe nhiều về ngươi nhưng thật tệ khi nghe ngươi nói về ngài ấy một cách thật bình thường trong khi nói chuyện con dối bí mật triệu hoán một sợi dây cước mỏng manh bằng đặc tính của ta marionette ta có thể tùy ý điều khiển người bị mắc vào những sợi dây của mình xin lỗi nhưng ngươi phải rời khỏi đây ngạo mạn cha jin hữu bất ngờ túm lấy đám dây cước quát vậy ta cũng đặt cược sự ngạo mạn của ngươi luôn thế này vẫn chưa đủ sao con rối mặt lộ vẻ chấn kinh hắn vừa vô hiệu hóa kỹ năng thậm chí hiệu quả với người leo tháp tầng 180 ư làm thế nào được rồi vậy thế này thì sao trong khi nói chuyện gã con rối đem hai tay chạm vào nhau trong nháy mắt hai người như biến mất khỏi căn phòng đứng trên một cái đại dương mênh mông. Chắc chắn đây là lần đầu ngươi thấy thứ này. Đây là. Cha Jin Hiếu không cần đối phương giải thích, tự mình lên tiếng, tâm giới. Hắn cười như không cười nói, một cõi vô tận được tạo ra bằng cách. Tách linh hồn và tâm trí ra khỏi cơ thể. Con dối càng lúc càng khiếp sợ trước hiểu biết của cha Jin Hiếu. Làm sao một kẻ leo tháp tầng 10 biết về tâm giới. Vậy chắc hẳn ngươi biết là những quy luật trong hiện thực không áp dụng được ở đây. Một chiều không gian, nơi ngươi phải dùng những kinh nghiệm và sức mạnh linh hồn để chiến đấu. Nếu ngươi thắng ta trong một trận chiến, ta sẽ có sắp xếp một cuộc gặp với ngài Goldrich cho ngươi. Con rối bất ngờ dùng đám dây cước đem tay chân Cha Jin Hiếu trói lại. Cha Jin Hiếu không chút hoảng loạn, thản nhiên nói, sức mạnh của kinh nghiệm và linh hồn ư, vậy thì ngươi không đánh lại ta rồi. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao. Đặc tính của ngươi. Không có tác dụng với ta. Cha Jin Hiếu lần nữa dễ dàng đem đám dây cước cắt đứt. Cha Jin Hiếu nhẹ nhàng đáp trở lại mặt nước. Sao một tên mới đến tầng mới biết về đặc tính của mình chứ? Sức mạnh tinh thần của hắn phải ít nhất leo đến tầng 100 mới đạt được. Không, phải là hơn 200 mới đúng. Được thôi, ta công nhận là ngươi ngang tài ngang sức với ta. Con dối búng tay, mặt nước xung quanh nơi cha Jin Hiếu đứng bất ngờ trở nên sôi trào. Đây là, từ dưới mặt nước một đội quân con dối nổi lên. Con dối sao? Đây chính là quân đoàn con dối, át chủ bài của tên kia con rối đắc ý cười nói trong tâm giới kinh nghiệm chính là sức mạnh đây là những con rối ta có được từ kinh nghiệm của mình để leo lên những tầng cao hơn tầng 100, ta đã thiết kế để chúng mạnh lên khi ta rót mana vào và bọn rối này mạnh bằng những kẻ leo đến tầng 50. người chiến thắng đã được định sẵn từ khoảnh khắc ngươi tiến vào tâm giới rồi ma diện con rối phất tay điều khiển quân đoàn con rối xông đến tấn công cha jin hiếu nhìn cha jin hiếu bị đội quân con rối vây kín lại con rối lười biếng hô lên kết thúc rồi thương tích trong này không hiện ra ngoài đời thật đâu đừng lo ngay khi gã xoay lưng định rời đi dị biến phát sinh một cột sóng dâng lên hất văng đội quân con rối con rối ngoái đầu nhìn lại sắc mặt đại biến gì thế ma pháp sao trước mắt con rối là một đội quân quỷ hồn tử linh pháp sư sao boss tầng 100 lại xuất hiện ở đây con rối mặt càng thêm khó coi quân đoàn con rối của hắn toàn quân bị diệt cha jin hữu lạnh nhạt lên tiếng không dễ như ta tưởng thì khiến một người đã chết hiện ra cũng tốn kha khá thời gian một đội quân con rồi sao ngươi chắc chưa từng thấy một đội quân thật sự đâu nhỉ đây là cơ hội để ngươi chiếm ngưỡng đấy đây mới là một đội quân thật sự cha jin hí húc dùng lại câu nói của con rối vả vào, mặt hắn người chiến thắng đã được định sẵn từ khoảnh khắc ngươi tiến vào tâm giới rồi bọn rối tầm thường đó là lý do thua cuộc của ngươi đấy con rối lúc này trong lòng dậy sóng lich điều là han những thứ còn lại mình còn chẳng biết tên. Đừng nói bọn chúng là boss từ tầng 100 trở lên nhé. Tên đó. Rốt cuộc. Là ai? Con dối nhịn không được nữa, khiếp sợ gào lên, ngươi là ai? Hả ma diện. Cha Jin hiếu không có trả lời, điều khiển đội quân vong linh của mình nhằm phía gã con dối đánh tới. Hàng loạt đạo công kích nện thẳng lên người gã ta. Thế giới hiện thực, con dối thoát khỏi tâm giới, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tham lam hít từng ngụm lớn không khí. Sao mình lại trở lại đây? mình đâu có đóng tâm giới lại, không thể nào, hắn, hắn điều khiển được tâm giới sao? Cha Jin Hiếu đứng trước mặt con rối, lạnh giọng, đừng có khóc nhè ăn vạ nữa, đứng lên. Ngươi chưa quên vụ cá cược của hai ta chứ? Ngươi phải giúp ta gặp Goldrich. Con rối nhận lấy lá thư, nghi hoặc, chỉ lá thư này thôi sao? Ừ, đưa cho Goldrich đi. Tôi biết mình thua nhưng mà, nếu ngài ấy không trả lời thư này, tôi cũng chẳng làm gì được đâu. Cha Jin Hiếu trấn an, đừng lo. Tên kia nhìn thấy chắc chắn hắn sẽ trả lời. Tôi sẽ liên lạc với ngài khi nhận được phản hồi. Ngài đi an toàn ạ. À. Đi trên phố, Hỏa Thần Hiếu kỳ hỏi. Mặt trời lặn rồi, ta về nhà nghỉ chứ. Cha Jin Hiếu lắc đầu. Ngươi nói gì thế? Chúng ta phải đến nơi kế tiếp chứ? Hỏa Thần khó hiểu hỏi. hả? chúng ta còn nơi nào cần đến sao? Chỉ ngồi và đợi Goldrich đến. Không phải nhàm chán quá sao? Để giết thời gian. Sao chúng ta không thực hiện nghĩa vụ hội viên của mình chứ? Cảnh phim chuyển đến trụ sở hội Bạch Nhạn, sảnh tầng 1. "Chị ơi, chị leo đến đâu rồi?" "Đến tầng 57." "Chị nói chị sẽ mua trang bị mới khi hoàn thành mục tiêu tháng này mà, ăn cho xong rồi tiếp tục leo." Thiếu nữ tóc vàng buồn bực lên tiếng, "Nhưng em không hiểu, sao chúng ta lại phải ngồi ở đây chứ?" "Tên ngu nào, lại xông vào cửa chính liên hội Thánh Quốc chứ?" Ngay khi nàng ta vừa dứt lời, cửa chính phân hội Bạch Nhạn có người đẩy cửa tiến vào hai thiếu nữ đứng dậy niềm nở chào hỏi chào mừng đến bạch nhạn anh cần gì ạ à? à? tôi cần gì á à? cha jin hiếu gãi gãi đầu giải thích leo tháp khó quá à tôi muốn vào hội ô chỉ là một người muốn gia nhập tôi cũng bị bất ngờ thật đấy hai cái thiếu nữ đồng thời thầm hô khoan đã nếu chúng ta mời được một tân binh cho các thành viên trong hội thì bên giới thiệu sẽ có được một tầm ảnh hưởng rất lớn à mời vào cậu có người giới thiệu chưa vậy có ai đã chỉ hướng cậu đến đây sao? Cha Jin Hiếu cứ như diễn viên chuyên nghiệp, bày ra bộ dáng thật thà. Không, tôi vẫn chưa. Tôi đến đây vì thấy đây là một công hội khá là lớn. Hai cái thiếu nữ thầm hô tuyệt. Cậu ta là một tân binh ngương ngác vẫn chưa biết gì. Thiếu nữ tóc vàng nhìn Cha Jin Hiếu nói, liệu cậu có thể cho chúng tôi xem một vài kỹ năng của cậu được không? Kỹ năng à? Cha Jin Hiếu nhìn đối phương, nói, cô có thể cho tôi mượn một đồng được không? Một đồng sao? Như thế này có được không? Được rồi với đồng xu này, cha Jin hiếu hai ngón tay bóp lại, hắn đem đồng xu bóp đến biến dạng. hai thiếu nữ mắt mở lớn, thốt lên, ui trời, cậu ta làm vậy bằng tay không sao? tuyệt vời thật. và tôi còn có thể làm một vài phép cơ bản nữa, ma pháp sao? cha diên hiếu gật đầu, phải, là ma pháp, tôi có thể triển khai một vài phép cơ bản như là thắp lửa lên thế này. ô, cậu có nhiều tài lẻ thật đó. hai thiếu nữ nhìn nhau hội ý, chuyện này thật tuyệt vời mà kỹ năng hiện tại của cậu ta không phải là điều quan trọng. Phải. Nếu chúng ta có thể kéo cậu ấy về dưới trướng của chúng ta, có thể cậu ấy sẽ còn trở thành một biểu tượng không chừng. Thêm vào đó, cậu ta nhìn cũng khá điển trai nữa. Trong khi nói chuyện, thiếu nữ áo vàng liếc mắt nhìn cha Jin Hiếu, nở nụ cười gian. Cái gì? Đấy là mẫu người yêu thích của cô à? Cha Jin Hiếu môi khẽ nhếch lên, nếu mình câu được chừng này thời gian, sớm thôi. Bất chợt bên ngoài có tiếng động lớn vọng vào làm hai thiếu nữ chấn kinh. Cái gì? đó là tiếng gì vậy? Một người từ bên ngoài vội vàng chạy vào báo, này, có chuyện xấu xảy ra rồi đây này. Một con ác linh đang làm loạn ở ngoài kia kìa, nó đang phá hủy ngôi làng đấy. Tất cả những người đã có thể leo được đến tầng 50 trở lên đều được triệu tập. Mau ra giúp đỡ ngay đi, ừm, và đúng cái thời điểm quan trọng thế này. Trước khi rời đi, thiếu nữ tóc vàng căn dặn cha Jin Hiếu đứng đợi ở trong phòng. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này thật nhanh và trở lại sớm thôi. Dứt lời, hai người vội vã rời đi, để mình Cha Jin úc bên trong. Giờ thì mình có nên quay trở lại làm ma diện không đây? Cha Jin úc tùy tiện đem cái rèm cửa tròn lên người đội lên mặt nạ đốc ca bì. Trên đường lớn lúc này là một mảnh tan hoang, tiếng mọi người chạy loạn ho hóa nhau tránh ra thật xa khỏi khu mua sắm mau nguy hiểm lắm vật phẩm bị phá hủy ngay khi lại gần thứ đó. Đòn tấn công của bọn tôi không có tác động gì lên nó thêm nữa. Hỏa thân bày trò nhát ma người khác lão cất giọng âm u ta oán giận các người ông ta cũng kỳ quặc thật. Hỏa thần mặt già có chút đỏ lên. Ừ, ta cũng biết vậy mà. Ta đã không làm mấy cái trò đóng kịch này cả thập kỷ rồi chứ trả đùa. Hỏa thần nhịn không được mắng thầm, cái tên khốn nó. Cha Jin Hiếu làm cho tử linh sư đầu tiên phải bẽ mặt thế này. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi đâu. Trong công hội bạch nhạn, cha Jin Hiếu một cước đá bay tên thủ vệ. Nó không ở đây, mình không biết nó nằm ở đâu nhỉ. Ôn quá đó, thực sự mà, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế? Gã vừa bước vào phòng sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Làm sao mà ngươi vào được đây? Cha Jin Hiếu không có nói nhảm, trực tiếp đem tay bóp chặt cổ tên kia. Ô, ở đây có nhiều sách thật đấy nhỉ, nó ở đây chăng? Ta đang tìm một thứ, các ngươi là hiệp hội có liên kết với Thánh Quốc phải không? Cha Jin Hiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn gã trong tay, ta muốn một danh sách của các công hội khác và địa điểm chính xác của chúng. Tất nhiên là để tìm và phá hủy chúng rồi, Ngươi nghĩ mình sẽ an toàn sau khi khiến hai người trong cửu tinh làm kẻ thù của ngươi sao? Cha Jin Hiếu cười nhạt cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng giờ là lúc ngươi có thể lo lắng cho kẻ khác sao? Nếu ngươi không mau giao ngay thông tin ra đây cho ta, ngươi có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây đó. Trong khi nói chuyện, Cha Jin Hiếu tay dùng sức bóp chặt hơn một chút khiến tên kia hô hấp trở nên khó khăn. Nguy cơ sinh tử gã ta đành phải thỏa hiệp. Bên đó trên bàn cảm ơn vì đã không làm phí thời gian của ta. Cha Jin Hiếu buông tay đem đối phương quăng xuống nền nhà. Hắn tiến đến nhặt lấy mấy tờ giấy để trên bàn. Đây, cặp anh chị em nhà Pelin. Vậy ra đây là những tay chân sao? Cứ chờ mà xem, Ken và Kamrin à, từng người một sẽ phải quỳ dạp dưới chân ta. Ta sẽ từ từ hủy diệt các ngươi. Trước khi xoay người rời đi, Cha Jin Hiếu dùng một mùi lửa đốt công hội bạch nhạn. Sau đó là. Cùng lúc này tại một căn phòng xa hoa, ánh sáng từ chiếc đèn cầy thấp sáng toàn bộ căn phòng. Tiếp theo là Một báo cáo từ nhánh tầng thứ 10 Là một con rối sao Trong lúc Goldrich lật xem bản báo cáo của tầng 10 gửi lên Một bức thư kẹp cùng bên trong rớt ra Goldrich mặt lộ vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy bức thư trước mắt Một lá thư à Có lý do nào để họ phải gửi một lá thư riêng bên cạnh phần báo cáo không Goldrich tò mò đem nội dung trên thư xem qua Ma diện Goldrich sắc mặt khó coi Khiếp sợ thốt lên Làm thế nào mà ngươi biết được Về thứ này cơ chứ Trở lại tầng 10, toàn bộ tòa nhà phân hội bạch nhạn chìm trong biển lửa chúng tôi nghi ngờ có người cố ý gây ra vụ hỏa hoạn nhưng chúng tôi không biết ai là thủ phạm toàn bộ nhân chứng ở hiện trường đều đã thiệt mạng hội trưởng hội bạch nhạn bách holio lên tiếng cái tên tân binh dự bị đó rất đáng nghi hắn ta trông như thế nào lúc đó hắn ta mặc đồ gì ờm ừ, tên đó là nam và có dáng người gầy một anh chàng đẹp trai với sóng mũi cao một gã đàn ông xấu trai với một chiếc mũi to gì cơ hai thiếu nữ từng tiếp đón cha Jin Hiếu ngạc nhiên nhìn nhau. Ủa? thiếu nữ tóc vàng kinh hô, nàng ta vậy mà không tài nào hình dung ra được gương mặt của Cha Jin Hiếu. Không thể nào, là ảo ảnh ma pháp sao? Cha Jin Hiếu xoay người rời đi, không ai nhận ra hắn chính là tên tân binh từng tiến vào phân hội bạch nhạn. Ta trở lại rồi, ngươi làm tốt lắm, hỏa thần. Người ta đang đồn ầm lên là có một con ma đáng sợ xuất hiện đó. Hỏa thần nghiến chặt răng nói, ngươi đang trêu ta đấy à? vậy bên ngươi thế nào ngươi có thành công mà không bị bắt không cha jin hi đắc ý nói đương nhiên dù chỉ là phép thuật cấp thấp nhưng lại hiệu quả trong tình huống này những người đã gặp ta đều sẽ nhớ mặt ta có một chút khác biệt về ngoại hình vậy tại sao người lại quay về tay trắng thế thông tin về những hội khác thế nào rồi cha jin hi tay chỉ chỉ lên đầu đã đầy đủ trong này rồi được thôi nhà ngươi là nhất hai người đang nói cười vui vẻ tiếng gõ cửa phòng trượt vang lên hỏa thân cảnh giác ngươi gọi phục vụ phòng à Cha Jin hiếu lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Ta sẽ đếm đến ba rồi mở cửa. Hỏa thần, ngươi hãy bắt bọn chúng lại. Một, hai, ba. Cánh cửa phòng vừa được Cha Jin hiếu mở ra, Hỏa thần liền đánh ra một đạo phép thuật trói buộc. Trong nháy mắt, người đứng bên ngoài cửa bị dây xích trói chặt như đòn bánh tét. Ngươi, ngươi là người mà ta đã thấy ở cửa hàng của Goldrich. Vâng, tên của tôi là H. Allison, thưa quý khách. Ngài có dối sai tôi đến đây? Ngài Goldrich đã đến chi nhánh của tầng 10. Cha Jin Hyuk theo chân người phục vụ đến chi nhánh công ty Goldrich, trước mắt hắn đã có một đội ngũ quân đội mặc giáp trụ được võ trang kỹ càng. Cái gì? Goldrich ở đâu? Một giọng nói bất ngờ vang lên, ta không biết bằng cách nào mà ngươi lại biết được nội dung được viết trong lá thư. Nhưng cũng đáng khen cho sự ngạo mạn, cũng như sự gan dạ của ngươi khi dám xuất đầu lộ diện. Nhưng điều đó đồng nghĩa với một cái giá đắt đấy. Những người biết được chuyện đó không được phép tồn tại trong tòa tháp. Nhìn thấy sự xuất hiện của Goldrich, Cha Jin hiếu khẽ mỉm cười tựa hồ gặp được người quen, lâu rồi không gặp. Godrich. Godrich lạnh lùng hạ lệnh, mang hắn đến phòng của ta, còn thoi thóp cũng được. Tuân lệnh. Thưa ngài, Godrich. Đội quân võ trang nhận lệnh, dương vũ khí xông về phía cha Jin hiếu. Cha Jin hiếu trừng mắt quát, vậy là các ngươi muốn đánh nhau sao? Người cầm đầu đội quân kim giáp trụ hô lớn, gian trận chuẩn bị chiến đấu. Hắn sẽ tấn công để giải vây. Theo ta và ngươi có thấy là ngươi ngu đến nỗi nói cho tất cả bao gồm cả ta biết về chiến lược của ngươi không cha jin hữu một quyền nện thẳng vào mặt đối phương đội trưởng à cha jin hữu một mình loạn đả tả sung hữu đột nơi hắn phóng qua lại có kim giáp quân bị đánh hạ giờ tiếp theo sẽ đến lượt ngươi làm đối thủ của ta Goldrich. Goldrich xoay người, trừng mắt nhìn về phía cha Kim Hiếu. Ngay khi cha Jin Hiếu phóng đến gần, một đống lớn kim tệ xuất hiện sau lưng Goldrich cơn mưa kim tệ phóng ngược lên nhằm phía cha Jin hiếu tấn công đó là sức mạnh hoàng kim sao cha Jin hiếu vội cầm lấy cái khiên ngăn lại trước người từng đợt âm thanh kim loại va chạm vang lên đó là năng lực điều khiển vàng bằng cách sử dụng mana của Goldrich ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao Goldrich đương nhiên là không rồi Goldrich phất tay kim tệ như cơn sóng dâng lên nhằm phía cha Jin hiếu lao tới muốn nhấn chìm lấy hắn ta sẽ gục gần như tất cả vàng trong chi nhánh này thành một cơn sóng thần. nếu bị chúng đòn thì cho dù ngươi có lợi hại như thế nào cũng sẽ bị vong mạng thôi. một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa bao trùm cha Jin Hiếu. Goldrich tự tin cho rằng ma diện đã đi đời nhà ma dưới đòn công kích vừa rồi. chưa xong đâu. cha Jin Hiếu kề mũi ngọn giáo sát cổ Goldrich. trong một trận chiến tốc độ thì ta sẽ là kẻ chiến thắng duy nhất còn sót lại. ngài Goldrich, ngươi nghĩ nói vậy thì ta sẽ sợ sao? Nếu muốn thì kể như người ta đã giết Trong khi nói chuyện Goldrich đưa tay đẩy mũi giáo sang một bên Cha Jin lắc đầu Không, ngươi không thể giết ta Ngươi vẫn chưa được nghe từ đâu mà ta có được thông tin Và bọn chúng thì muốn bắt sống ta Ta sẽ nói cho ngươi Nguồn tin của ta Goldrich nhìn cha Jin chăm chăm Đi theo ta Bước vào trong căn phòng xa hoa dành riêng cho Goldrich Cha Jin cảm thán Đúng là một căn phòng trắng lệ Có tiền sướng thật nhỉ Đúng không Đột nhiên, Goldrich phất tay, kim tệ hóa thành hàng loạt mũi nhọn hướng về phía Cha Jin Hiếu. Năng lực hoàng kim của ta đã ngăn cách hoàn toàn chúng ta với thế giới bên ngoài rồi, dù là thần hay quỷ cũng không thể vào đây được. Giờ hãy nói cho ta biết, kẻ đã nói cho ngươi biết ta là chủ nhân của buổi đấu giá là kẻ nào? Đấu giá là một hệ thống khổng lồ nơi các cá nhân có thể tự do trao đổi vật phẩm trong phạm vi tòa tháp. Tuy nhiên, thứ hệ thống này không hề xuất hiện trong tòa tháp một cách tự nhiên. Nó được tạo ra bởi một người và người đó chính là Goldrich. Nếu sự thật này bị phơi bày, thì nền móng của toàn bộ công ty Goldrich sẽ sụp đổ mất. Goldrich lạnh giọng truy hỏi, ờ, nói ta nghe. Là tên khốn nào bảo ngươi rằng, ta chính là chủ nhân của đấu giá. Cha Jin Hi Úc nhiên cười nói, ta chỉ đùa chút thôi mà, làm gì có ai nói vậy đâu. Goldrich điều khiển kim tệ hóa thành một cái đại phủ cầm ở trong tay. Thế thì nếu bớt đi một chân và một tay, chắc ngươi cũng không thấy phiền đâu nhỉ. Jin Hiuk đứng yên tại chỗ nhìn đòn công kích của Goldrich chém xuống trước mặt. Không có cảnh tượng máu tanh nào xảy ra, hỏa thần xuất hiện dùng tay chấn nát lưỡi đại phủ, đó là một hồn binh ư? Ừ. Chỉ từ linh sư mới có khả năng sử dụng hồn binh mà thôi, đừng nói với ta là. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta, à? trong khi nói chuyện, Jin Hiuk đem mặt nạ Đốc Ca gỡ xuống. Đến lúc trả nợ rồi, Creditor William. Goldrich hai mắt mở lớn thốt lên, ngươi còn sống sao? Jin Hiuk Cuộc đột kích trên tầng tháp 600, sự phản bội của cửu tinh, món quà của bồn. Và, phục sinh, hả, à, Goldrich chưa kịp tiêu hóa hết những gì Cha Jin Hiếu thuật lại. Hỏa thần khẽ ồ lên, ồ, ra là mối quan hệ của họ đi sâu tới vậy sao? Goldrich im lặng một lúc mới lên tiếng, ta thực sự vẫn không thể tin được rằng ngươi là Chan Jin Hiếu. Đương nhiên là ngươi không thể rồi, lúc đầu đến cả ta còn sốc mà. Vậy, mục tiêu của ngươi là gì? Cha Jin Hiếu cười nói. Ta cần sử dụng một chút tài nguyên của công ty Goldrich. Chúng ta có thể làm vậy bằng cách tạo một hợp đồng tài trợ giữa cả hai bên. Ngươi ăn nói như thể Goldrich là công ty của chính ngươi vậy. Về cơ bản, chẳng phải như vậy sao? Cho một kẻ không có năng khiếu làm thương gia, ngươi nghĩ ai là người đã bán cho ngươi các vật phẩm từ những tầng cao hơn của tòa tháp hả? Cha Jin hiếu cười như không cười nói, ta là thành viên có đóng góp lớn trong việc xây dựng nền móng của Goldrich, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất của công ty. Goldrich nhàn nhạt, nhạt nói, sự kiêu ngạo này cứ như thể ta đang nói chuyện với cha Jin Hiếu bằng xương bằng thịt vậy thì đúng là ta đây mà kể cả người có là cha Jin Hiếu thật đi nữa nếu như một hợp đồng là thứ ngươi muốn thì đổi lại ngươi cũng phải cho ta thứ gì chứ cha Jin Hiếu mỉm cười thông tin thì sao toàn bộ những thông tin mà ta đã thu thập từ trước tới giờ tổng hợp và giải mã được thôi ta sẽ đưa ra cái giá cho nó sau khi lắng nghe cha Jin Hiếu không nhanh không chậm sâu chuỗi lại chuyện từ 10 năm trước nếu cửu tinh tính trừ khử ta thì nghĩa là sẽ có một kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Do lũ khốn đó đều là những kẻ có cái tôi của riêng mình, nên khả năng chúng chịu nghe lời nhau là rất thấp. Một thế lực đủ mạnh để kiểm soát và ra lệnh cho chúng. Không ai khác chính là tứ vương của tòa tháp. Nghe được lời cha Jin Hiếu vừa nói, Goldich sắc mặt chấn kinh hô lớn, khoan, ngươi đang nói về tứ vương tộc ư. Nghĩ thử xem, bọn chúng muốn bảo vệ sự thượng đẳng của tộc mình trước những loài khác. Điều đó nghĩa là nếu một loài khác thành công leo được tới những tầng cao hơn trong tòa tháp, quyền lực và sức ảnh hưởng của chúng sẽ giảm mạnh. Việc này cho chúng hai lựa chọn, hoặc là tự thân leo tới đỉnh của tòa tháp, hoặc là loại bỏ những kẻ có khả năng leo cao hơn chúng. Godlich nhanh chóng nhìn ra được vấn đề và những kẻ chấp nhận tham gia vào kế hoạch đều sẽ được bổ nhiệm thành người cai trị của một tầng. Cha Jin hiếu gật đầu, đúng vậy. Godlich nói ra nghi vấn, tuy nhiên, đó là toàn bộ những gì ngươi suy ra được sao? Đằng nào ngươi cũng là nạn nhân duy nhất mà. Ngôi làng Dokkabi ở trên tầng tháp 100, ngươi nhớ không? Cha Jin hiếu cười nói, "Ta biết người sống sót duy nhất từ vụ thảm kịch đó, tên cô ta là Haru, một đốc ca bi nhỏ tuổi." Cảnh phim chuyển đến chỗ Haru, nàng ta một kiếm chém đứt đầu con chiến binh Orc. "Chưa được, vẫn chưa đủ." Để có thể thắng thứ đó, nàng đã vượt quá giới hạn thời gian tiêu diệt boss chiến binh Orc vĩ đại. Phòng thử thách của tầng 10, cuộc đột kích đã thất bại. Bạn sau đây sẽ bị dịch chuyển về vùng an toàn ở tầng 9. Hariu tự nhắn nhủ để có thể gặp lại Opa, mình cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Kiếm Linh xuất hiện sau lưng Hariu, nói, sao cô cứ than thở thế? Chẳng phải cô chỉ cần dùng tôi thôi sao? Cô muốn gặp tên đó càng sớm càng tốt, đúng chứ? Nếu cô dùng tôi thì tên chiến binh Oroce đó cũng chỉ là mũi thôi mà. Hariu lạnh lùng cự tuyệt, không, tôi sẽ không sử dụng sức mạnh của đồ long kiếm đâu. Bởi vì nàng đã hứa với Opa. Tôi sẽ tự mình trở nên mạnh hơn, nên xin hãy trật tự đi nếu anh không có ý định giúp. Lạ nhỉ, đúng không? Sau trận chiến đó, tộc Đốc Kabi chỉ sót lại đúng một đứa trẻ và một thanh kiếm. Vậy ý ngươi mục tiêu chính là đứa trẻ và thanh kiếm đó sao? Đúng rồi đấy, để giết con nhóc Đốc Kabi đó, chúng không ngần ngại tiêu diệt cả một giống loài. Hay nói cách khác. Cha Jin Hiếu nói ra một cái suy đoán, chúng đang chọn lựa mục tiêu cẩn thận. Nghe những lời này, Goldrich mày khẽ nhíu lại. Không thể nào điều này có thể làm thay đổi hoàn toàn nền móng của toàn bộ tòa tháp nhưng nếu những gì hắn nói là thật thì mọi thứ lại hợp lý một cách lạ thường cha jin hữu không có dấu diếm nói và để trả lời câu hỏi lúc này của ngươi mục đích của ta là báo thủ ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng không trừ một ai cả bao gồm cả cửu tinh những kẻ ủng hộ tứ vương tộc và cả những tên thuộc tứ vương tộc đã tàn sát gia đình ngươi nữa lời cha jin hữu đụng đến nỗi đau chôn giấu trong lòng goldrich Hắn là đứa trẻ duy nhất trong nhà còn sống sót sau khi kẻ thù tìm đến. Godlich thu lại kết giới kim tệ ngăn cách với bên ngoài. Vạn quỷ chi thượng hỏi hai người vừa bàn chuyện gì. Cử vĩ hồ ly đang thắc mắc là bạn có thích đàn ông không? Cha Jin hiếu chừng mắt mắng, đừng có phá hỏng bầu không khí chứ. Lũ đần này. Godlich gật đầu, được thôi, ta sẽ mua thông tin đó của ngươi. Lựa chọn tuyệt vời đấy. Nhưng, Godlich ánh mắt sắc bén nhìn cha Jin hiếu. Chứng minh rằng ngươi là hắn đi, ngay bây giờ. Cha Jin Hiếu buồn bực thở dài, hai, không có chút lòng tin nào ở người ta sao? Ngươi có phải làm tới mức này không? Tigolich lắc đầu, ta là thương nhân, lòng tin cũng là tài sản đấy. Ta không thể mua bán chỉ vì có chút tin tưởng được. Phiền thật đấy. Này, ban. Ngươi có cách nào chứng minh danh tính của ta không? Bắt tay là được nhỉ? Cha Jin Hiếu lười biếng nhờ sự trợ giúp của vạn quỷ chi thượng. Vạn quỷ chi thượng gào lên. Ai lại nhận diện danh tính bằng cách bắt tay chứ? Nếu chịu bắt tay ba cái thì còn suy nghĩ lại. Cha Jin Hiúc hiếm khi hào phóng đồng ý. Được rồi, ba cái được chưa? Vạn quỷ tri thượng nói rằng hắn ta chính là người ngươi đang nghĩ đến. Đừng có nghi ngờ nữa. Ta lấy danh dự của mình bảo đảm. Từng dòng chữ xác nhận của ban hiện ra trước mắt Goldlich. Goldlich khẽ cười. Thế thì ta không thể từ chối được nữa rồi. Ta sẽ tin ngươi. Rất vui được gặp lại ngươi, Ma Diện. Cha Jin Hiúc tự tin nói ta chắc chắn sẽ có ngày chúng ta xưng tên thật với nhau. Goldrich. Vậy ta sẽ nói yêu cầu của mình trước nhé. Goldrich sảng khoái gật đầu, được thôi, bất cứ thứ gì mua được bằng tiền, ta đều có thể lấy về cho ngươi. Ta cần tất cả các loại vũ khí có thể dùng được trong tòa tháp này, và thật nhiều đan dược. Goldrich cảnh giác nhìn cha Jin hiếu, ngươi là tử linh sư cơ mà. Cần chúng làm gì vậy? Hay ngươi định gây chiến ở tầng 10? Ngươi từng nghe đến khái niệm bậc thầy toàn năng chưa? Nhìn bảng thông tin của cha Jin Hiếu hiện ra trước mắt, Goldrich khiếp sợ thốt lên, bậc thầy toàn năng sao đó cũng là một chức nghiệp à cha jin hiếu đắc ý khoe như cái tên của nó chức nghiệp này sẽ tăng cường tất cả thông số của ta ngay cả các vũ khí ta chưa từng dùng thì vẫn cảm tưởng như ta đã quen thuộc với nó nhiều năm rồi vậy gorich nghĩ bụng nếu đúng là vậy chắc chắn cha jin hiếu còn mạnh hơn trước bây giờ thì tất nhiên hắn ta vẫn còn yếu nhưng tương lai mọi thứ sẽ khác vậy thứ ta cần làm là tăng khả năng của hắn lên gấp bội gorich thấy được tiềm năng tương lai gọi lớn con dối Ngươi có ngoài đó không? Con dối bước vào. Cẩn thận hỏi. Ta đây. Ngài đã nói chuyện xong chưa? Goldrich hạ lệnh cho con dối thu gom và mua hết toàn bộ vũ khí ở tầng 10 cho ta. Nhớ dùng danh nghĩa của công ty khác để không lộ liễu quá. Còn nữa, đóng hàng cho khách VIP. Goldrich cùng cha Hiếu trò chuyện không được bao lâu. Con dối bước vào phòng. Để hai người đợi lâu rồi. Ta đã mua toàn bộ vật phẩm Ngài yêu cầu. Cha Hiếu cẩn thận hỏi lại toàn bộ rồi sao? nhưng đây là cái áo choàng thôi mà. Ngoài vũ khí ra ta cũng cần mấy thứ khác nữa. Con rối vội giải thích, không phải đâu, mọi thứ ngươi cần đều đã được nhập kho trong đây rồi. Nhập kho? Cha Jin hiếu ánh mắt nghi hoặc nhìn Goldrich. Tên của cái áo choàng này là Đạo Phi. Y. Áo choàng này có liên kết với một không gian thứ cấp. Nó có thể chứa đựng được rất nhiều các đồ vật vô tri vô giác, giống như một nhà kho lớn vậy. Nhiệt độ, kích thước và màu sắc cũng có thể tùy chỉnh theo ý muốn của người dùng cái áo choàng này còn được ma chú bảo vệ nữa. Trong khi Goldrich giải thích, cha Jin Hiu đem đạo phi y mặc lên người. Nếu ngươi để phụ kiện bên trong, hiệu ứng này sẽ tự động chuyển sang đồ của ngươi. Goldrich tự đắc khoe, đây là vật phẩm cực hiếm trong tòa tháp này đấy. Giữ gìn cẩn thận nhé. Ngươi mới phải cẩn thận ấy, vì biết đâu ta lại vung tay quá chán. Chúng ta vẫn còn sống. Thánh nhọ Seung Tê cùng hai tên đồng đội bước ra từ một cái thông đạo. Cứ tưởng ngòm hết cả lũ rồi vì cả nhóm nhận thử thách nên chúng ta đều không có thành tính gì. May là ta đã sống sót nhờ có trang bị hỗ trợ của anh Seung Tê. Nhưng chưa đến tầng 10 chúng ta đã tiêu sạch tiền rồi, làm sao để leo tháp tiếp đây? Seung Tê cười nói, đừng lo, hội bạch nhạn có người ở tầng 10. Nếu gặp được anh ta, chúng ta có thể leo tiếp rồi, còn có nhiều tiền hơn nữa. Seung Tê nghĩ bụng, còn cái tên ở tầng 1, có vẻ như hắn đã trở thành tập sự siêu phàm với cái tên ma diện. Hắn dám đe dọa và hạ bệ ta, Ta sẽ bắt hắn phải trả giá. Được rồi, đi thôi. Chúng ta chuẩn bị chiến một trận trả thù đẫm máu nào. À, ba người Cung Tê sắc mặt trở nên khó coi. Trước mắt ba người, tòa kiến trúc của phân hội Bạch Nhạn chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Đây là... Chuyện gì vậy? Các thành viên khác trong hội đã sơ tán đến tầng 30. Anh cũng mất liên lạc được với ông anh kia rồi. Anh định làm gì Cung Tê? Ta vừa thiếu kỹ năng vừa thiếu tiền. Với tình trạng này không thể nào leo được đến tầng 30 đâu. Này, nói gì đi chứ? Bọn tôi đã tin tưởng và đi theo anh đấy, Kim Seung Tê. Ngoài việc là thành viên của một hội có tiếng, anh chả là cái thá gì cả. Này Kim Seung Tê, tôi hỏi là anh định thế nào? Kim Seung Tê bực bội gầm lên, câm mồm. Mấy thằng vô dụng. Thế chúng mày là gì? Một lũ vô dụng sao? Nếu không có tao, lũ khốn chúng mày không qua được tầng 10 đầu. Mình nên nhân cơ hội bỏ lũ khốn này lại thôi. Ngay lúc này, cả ba phát giác có một con hồ ly chậm chạp bước đến gần. Đó là gì vậy? Một con hồ ly à? Kim Seung Tê xua tay, ngươi mà đói thì chúng ta không có đồ ăn đâu. Biến đi. Tiểu hồ ly dặn người, bước đến gần liếm liếm chân Kim Seung Tê. Eo, gớm quá. Cút đi. Đồ ngu. Kim Seung Tê giơ chân đá mạnh lên cơ thể tiểu hồ ly. Con tiểu thú cả người va và đập vào bức tường phía sau. Ngươi đến đúng lúc đấy, ta đang cần thứ để chút giận đây. Kim Seung Tae hùng hổ bước lại gần tiểu hồ ly. Hắn lại lần nữa đạp mạnh lên người tiểu hồ ly. Chết tiệt! Sao lại là tao? Sao tao cứ gặp khó khăn thế? Cứ mỗi khi gào lên, gã ta lại đạp mạnh xuống người con thú đáng thương. Cuộc đời tao sai quá sai. Toàn lũ ngu lẩn vởn quanh tao, số nhọ như đít nồi. Đột nhiên, một thanh gương phóng đến đem chân của Kim Seung Tae chặt đứt. Gã ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn không mau dừng tay lờ ai, nếu ngươi còn đá tiếp thì còn lâu mới lành. Chân của ta, ngươi là ai? Ta sao? Ngươi đang nói chuyện với ta à? Cha Jin hiếu lạnh giọng, ta là người sắp làm chủ nhân của con hồ ly ngươi vừa mới trả đạp.